thần kiếm đệ nhất tiên tập một một cái quan tài đồng xanh đặt trong đó trên quan tài khắc chim thủ côn trùng cá nhật nguyệt tinh tú các hình vẽ mênh mang mà cổ xưa một thiếu nữ mặc cảo y thuần trắng thanh lệ tuyệt tục quỳ gối trước quan tài một từ tiếng trung nghĩa quần áo lụa trắng những bộ quần áo màu trắng mặc trong tang lễ hoặc các vụ giết người ở thời cổ ngoài linh đường là một mảng thế giới bí cảnh như tịnh thổ có bóng người khủng bố như chư thiên thần phật đang ở trong đó kịch liệt chém giết chinh chiến trống giận ngút trời, máu thần giàn dùa, trong linh đường lại là một mảng yên tĩnh, thiếu nữ từ đầu đến cuối bái lại sát mặt đất, vẻ mặt không buồn không, vui, bình tĩnh không có một tia gợn sóng, a à, thì ra ta sau khi chết là như vậy, tô dịch cười lên, trong ánh mắt lại tràn đầy lạnh lùng, chỉ có lúc ngẫu nhiên nhìn về phía thiếu nữ, trong ánh mắt kia của hắn, mới có thể nổi lên một tia nhu hòa không dễ phát hiện, lúc còn sống, hắn từng ngao du chư thiên, kiếm áp tinh không, độc đoán, đại giới, từng chinh chiến hoàng vũ, bá tuyệt một thời đại, cũng từng được tôn sùng là vạn đạo chi sư duy nhất của đại hoang cửu, châu từ xưa đến nay, ở trong mắt kiếm đạo cự bá của đại hoang cửu châu, hắn càng là huyền, quân kiếm chủ không thể sánh vai trên con đường kiếm đạo, mà sau khi khi tin hắn chết truyền ra, tất cả đều thay đổi, ha ha ha, đấu, chảy, thanh minh, luyện đại đạo, từ đó về sau, dông thiên lỗ này của tô huyền quân thuộc về bổn tọa một tiếng cười to vang lên ở trong bí cảnh thế giới ngoài linh đường lộ ra sung sướng cùng vui vẻ tô dịch dương mắt nhìn lại đó là một con kim sĩ đại bằng cánh chim như mây trên trời rủ xuống màu sắc như hoàng kim ánh vàng rực rỡ tưới ra tỏa ra ánh sáng lấp lánh vô cùng uy thế cường thịnh đè sập một phương núi sông ở trong một đôi móng vuốt khổng lồ xé trời kia của nó quắp một cái lô đỉnh đỏ tươi như thiêu đốt con chim tước nhỏ này thể mà cũng phản bội ta Tô dịch cảm khái một tiếng, còn nhớ tám vạn năm trước, kim sĩ đại bằng phủ phục ở ngoài sơn môn, dập đầu 10 ngày 10 đêm, chỉ vì hầu hạ ở dưới trướng mình nghe đạo, diệu, niệm nó thành tâm, mình liền giữ nó ở bên người tu hành, nhưng nó bây giờ lại gọi thẳng danh hiệu mình, cướp đoạt dòng thiên lô, của mình, một tên phản đồ triệt để, tô huyền quân nợ vũ hóa kiếm đình ta 893 tỉnh, mạng, càng đánh cấp truyền thừa chỉ cao tông ta, thập phương kiếm, kinh, hôm nay, chúng ta là đến đòi nợ, ai dám cản, liền giết kẻ đó, dưới vòng trời, trong sấm sét cuồn cuộn, một đạo nhân áo bào đỏ lớn tiếng, thét dài, sát ý ngập trời, tô dịch ngạc nhiên, vũ hóa kiếm đình, lúc ban đầu chỉ là một tông môn nhỏ không có tiếng, tâm gì, tổ sư của nó cũng chỉ là một trong 36 ký danh đệ tử bên, người mình mà thôi, mà chính là dựa vào uy thế cùng sự che chở của tô huyền quân hẳn, vũ. Hóa kiếm đình mới có thể từng bước cuộc khởi, trở thành một trong sáu đại đạo môn đại hoang cửu châu, vi chấn hoàng vũ. Nhưng bây giờ, người vũ hóa kiếm đình cũng đã đến, cái gì thiếu nợ 893 tính mạng, thuần túy là nói xạo, càng đừng nói, thập phương kiếm kinh kia còn do mình ban cho tổ sư. Vũ hóa kiếm đình, hiển nhiên, sau khi biết được tin mình chết, vũ hóa kiếm đình tùy tiện, bị cái lý do, ngụy trang đòi nợ, nhân cơ hội đến đánh cướp, lòng người không như thời cổ, chỉ vậy mà thôi, tô dịch không khỏi lắc đầu tâm tình cũng không tránh khỏi có chút trầm thấp, trong những năm còn sống, mình cũng chưa từng bạc đãi những người thân cận bên cạnh đó mà. Các ngươi nghe, Tô Huyền Quân chính là vạn đạo chi sư chúng ta cùng nhau tôn kính, hôm nay có chúng ta, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Các ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cướp đoạt di vật của hắn, trong mưa máu giàn dụa, một đám bóng người thần uy mênh mông quát to, nói nhảm, nói dễ nghe, lúc đó chẳng phải sau khi biết được tin Tô lão tặc chết đến cướp đoạt bảo vật, thực con mẹ nó dối trá, có người cười lạnh, trả lời lại một cách mỉa mai, xem xem trong tay các ngươi, thanh đằng tiên thụ, đại chí như ý, cửu, long thần hỏa đăng, vạn lưu tử ngọc bình. Một thứ nào không phải, tuyệt thế đạo bảo tô huyền quân để lại, nếu các ngươi thật có lòng, vì sao không mang các bảo vật đó nhét vào trong quan tài tô huyền quân, chung cùng hắn, rất nhiều bóng người khủng bố đều cười lạnh, trời đất trung chuyển, tình hình chiến đấu kịch liệt, các bóng người tham chiến, đều là đại năng đỉnh cao nhất trong đại hoang cửu châu tranh phong chém giết lẫn nhau cảnh tượng cỡ đó có thể nói là khủng bố không cùng ở trong mắt tô dịch tất cả cái này lại buồn cười lại lố bịch lũ khốn kiếp này ở lúc mình còn sống cung kính khúng núng mà ở sau khi mình chết lại là sắc mặt như vậy lúc còn sống cùng sau khi chết quả nhiên là khác nhau tô dịch thu hồi ánh mắt nhìn về phía trên người thiếu nữ quỳ rạp trước quan tài đồng ở linh đường trên mặt nổi lên nét mềm mại may mắn Thanh đường con nhỏ này vẫn luôn ở đây, thanh đường lúc 13 tuổi đã tùy tùng ở bên người hắn tu hành, đến nay đã có một vạn 8.900 năm, ở đất đại hoang cửu châu, nàng có phong hào thanh đường nữ hoàng, ở trong mắt người ngoài, thanh đường là hoàng giả cao cao tại thượng, thống ngự vạn bang, vi trấn cửu châu, cho dù là nhân vật cùng cảnh, cũng kính sợ ba phần, nhưng ở trước người tô dịch, nàng vẫn là nhân vật như tiểu nha đầu, trừ, tu hành, thì hầu hạ bên người tô dịch, dịu dàng mà khiêm tốn. Sư muội, ngươi đã thủ linh cho sự tồn bảy ngày, bây giờ còn không đi, chúng ta nhất định không chống đỡ được. Đột nhiên, một bóng người cao lớn vĩ ngạn đi vào linh đường, một bộ, chiến bào màu trắng sớm tổn hại nhuốm máu. Hắn vừa trải qua một hồi ác, chiến tanh máu, cả người tản ra uy thế đáng sợ, bì ma, đứng đầu chính vị quan môn đệ tử dưới trướng tô dịch, hào bì ma chiến, hoàng, tùy tùng tô dịch tu hành ba vạn chín ngàn năm, thanh đường luôn quỳ rạp trước quan tài chậm rãi đứng dậy giọng trong, trẻo mà lạnh nhạt, nói, sư huynh, sư tôn trước khi mất đi, đã bảo chúng ta chính vị truyền nhân, này đều tự rời khỏi, vì sao? Ngươi lại trở lại, bì ma khẽ nhíu mày, chính nghĩa lẫm liệt nói, ta sao có thể trơ mắt nhìn, lũ phản đồ kia cùng kẻ địch hủy diệt mọi thứ sư tôn để lại. Huống chi, sư, mọi ngươi không muốn rời đi, ở đây thủ linh, ta thân là đại sư huynh, lại, nào có thể rời khỏi, thanh đường xoay người, một đôi mắt đẹp lạnh lùng như lưỡi đao nhìn, chầm chầm bì ma, cũng đến lúc này rồi, sư huynh còn không muốn nói thật, con ngươi bị ma hơi ngưng trọng, sư muội, ngươi đây là ý gì, ý gì, khóe môi thanh đường nổi lên một chút đùa cợt, người khác không biết, ta lại rất rõ, sư huynh ngươi đối với một thanh cửu ngục kiếm đó của sự, tồn vẫn nhớ mãi không quên, bị ma khẽ biến sắc, hơi trầm mặt, đột nhiên cười lên, ánh mắt âm trầm, lạnh lẽo, sư muội, ngươi dám nói ngươi ở đây thủ linh, không phải vì kiếm này, thanh đường vẫn chưa phủ nhận, trên gương mặt trắng nõn tuyệt mỹ vẫn, bình tĩnh như trước, nói, sư huynh, ngươi nói sai rồi, ta ở lại nơi đây, không chỉ riêng vì cửu ngục kiếm, còn có cái gì? Bị ma nhịn không được hỏi, ánh mắt thanh đường nhìn về phía ngoài linh đường, nhìn thế giới chứ, thiên thần ma kịch liệt chém giết kia, không một gợn sóng nói, sư tôn lúc, còn sống để lại, ta tất cả đều muốn, trong giọng nói từng chữ đều tùy ý và bình tĩnh như vậy, khi nói xong lời, cuối cùng, bóng người thon dài xinh đẹp kia của thanh đường tăng thêm, một sự uy nghiêm bức người, tất cả đều muốn, bị ma đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhịn không được cười to lên, trên mặt tràn đầy trào phúng, nói, không ngờ, trong chính truyền nhân này chúng ta, khẩu vị lớn nhất, lại là, tiểu sư muội ngươi. Nếu sự tôn còn sống, thấy một màn như vậy, sợ là cũng, không thể ngờ được, thanh đường hắn thương yêu tín nhiệm nhất, lại, tham lam như thế, trên thực tế, tô dịch luôn thờ ơ lạnh nhạt kim sĩ đại bằng và vũ hóa kiếm đình những người đó phản bội, hắn cũng không để ý, cho dù các đại địch kia giết tới tận cửa, hắn cũng không để ý, nhưng khi nhìn thấy truyền nhân bị ma được mình coi trọng nhất cùng, thanh đường được mình yêu thương cũng nhất đều có mưu đồ cùng tính, toán, hắn trầm mặt, một ít bảo vật mà thôi, lại khiến hai đồ đệ trở mặt thành thù, đáng buồn, làm sao, Ken. đột nhiên, thanh đường bất ngờ ra tay, trong một kiếm, thế mà khiến bị, ma bị thương nặng, không ngờ, Người con tiện nhân này che giấu thật sâu, trong đường tơ kẻ tóc, bị ma bắt lấy một tia sinh cơ chạy ra khỏi linh, đường, trong thanh âm lộ ra tức giận cùng kinh hoảng. Hắn không ngờ, sư muội này của hắn đạo hạnh thế mà khủng bố hơn xa so, với trong tưởng tượng của hắn, ngay cả tô dịch cũng cả kinh, nha đầu này thì ra đã sớm đột phá, bị ma chưa lưu lại, ngay lập tức đào tẩu, thanh đường chưa đuổi theo, nàng đứng một mình ở trước quan tài xanh, trong linh đường, bên môi nổi lên nét trào phúng, lẩm bẩm. Nếu để sư tôn biết, đại đồ đệ của hắn, cũng là người đầu tiên cấu kết sáu đại đạo môn, hẳn sẽ đau lòng bao nhiêu, còn có tam sư huynh hỏa nghiêu, hắn tuy chưa từng tham dự vào, nhưng hẳn lúc trước gần đi, lại đánh cắp huyền sơ thần giám, chỉ một bảo vật này, cũng đủ để hắn tấn thăng hoàn cảnh, đáng tiếc, sư tôn đã đi, không nhìn thấy tất cả cái này nữa, thanh đường than nhẹ một tiếng, mà sắc mặt tô dịch từng chút một âm trầm xuống, hắn lúc này mới biết, đại đồ đệ mình tín nhiệm nhất kia, thế mà lại làm ra, việc phản bội, dẫn sói vào nhà, cũng mới biết được, hỏa nghiêu tam đồ đệ này, đánh cắp huyền sơ thần giám trấn áp bí cảnh thế giới này, trách không được các phản đồ cùng kẻ địch kia có thể dễ dàng giết vào địa, bàn của mình, nghĩ đến đây, tô dịch vừa phẫn nộ vừa buồn bã, mà lúc này, thanh đường đột nhiên cất bước đi ra khỏi linh đường, bóng người yểu điệu thon dài của nàng giống như độc lập khỏi thế gian, một đôi mắt đẹp mà lạnh nhạt nhìn quét thiên địa, lạnh lùng mở miệng, từ hôm nay trở đi, do thanh đường ta độc tôn đại hoang vù trên người nàng chợt toát ra một luồng kiếm ý mênh mông cuốn lên phủ kính thiên địa kiếm ý màu xanh bắn nhanh như mưa ánh sáng giống như một rồi lại một lưỡi đao hình thiên dễ dàng chém giết một rồi lại một bóng người khủng bố chỉ trong giây lát trời đất như tranh dụng đầy máu thần các tồn tại khủng bố còn sót lại kia đều hoảng sợ đều như rơi vào hố băng cả người phát lạnh trong bầu không khí đại khủng bố tanh máu này thanh đường lạnh nhạt mở miệng thanh âm truyền cửu thiên thập địa chúng ta nguyện phụng nữ hoàng vi tôn chúng ta nguyện phụng nữ hoàng vi tôn giờ khắc này chịu uy thế của thanh đường kinh sợ các chư thiên đại năng kia đều cúi đầu nha đầu này con ngươi tô dịch hiếp lại lòng hắn cũng không cách nào bình tĩnh nữa không ngờ đạo hạnh của thanh đường cũng đã đạt tới bực này vốn hắn thân là sư tôn nên vui mừng nhưng bây giờ lại chỉ có một loại tịch liêu cùng tiêu điều nói không nên lời đến giờ này khắc này hắn làm sao không rõ tiểu đồ đệ mình thương yêu, nhất này, những năm qua cũng có điều che giấu khác, không bao lâu, thanh đường xoay người đi vào linh đường, ánh mắt của nàng một lần nữa nhìn về phía cái quan tài đồng xanh kia, không mình hành lễ, thanh âm bình tĩnh nói, sư tôn, đồ nhi thanh đường thủ linh cho ngài bảy ngày, cũng giúp ngài, trấn áp đám phản đồ cùng kẻ địch kia, đã tận tình giữa thầy trò, từ nay về sau, sẽ do một mình ta đến kế thừa mọi thứ ngài để lại, khi nói chuyện, nàng cất bước tiến lên, nâng tay đặt ở trên quan tài đồng, xanh kia, thấp giọng nói, cửu ngục kiếm kia, không thể cứ như vậy theo ngài hạ tán tất cả, chờ đồ, nhi thăm dò huyền bí trong kiếm này, tự sẽ trả lại kiếm này. Sư tôn, đừng, trách ta quấy rầy ngài ngủ yên, phành, nắp quan tài đồng xanh bị sốc lên, chỉ là tích tắc này, thanh đường luôn bình tĩnh mà thông dong lại biến sắc, hiếm thấy, sao có thể, trong quan tài đồng trống trơn, đừng nói cửu ngục kiểm, ngay cả di thể sư tôn cũng không thấy. Tô Dịch thu hết tất cả cái này vào đáy mắt, lửa giận trong mắt như sôi trào, cho dù ở trước khi quyết định chuyển thế trùng tu, hắn đối với mọi thứ sắp xảy ra sớm có chuẩn bị, nhưng lúc này vẫn khó có thể áp chế tức giận trong lòng, nhưng dần dần, lửa giận trong mắt Tô Dịch từng chút một mất đi, đến cuối, cùng chỉ còn lại có vô tận lạnh nhạt cùng băng lạnh, khi ta trở về, chỉ mong các ngươi lũ khốn kiếp này đều còn sống khỏe, mạnh, bóng người hư ảo không ai phát hiện kia của Tô Dịch cứ thế tiêu tán vào trong hư vô, hoàn toàn không thấy nữa. Lịch đại hoang năm mười vạn tám ngàn, huyền quân kiếm chủ tô, huyền quân độc tồn đại hoang cửu châu một thời đại ngã xuống, cửu, châu cùng chấn động. Bảy ngày sau, đồ đệ huyền quân kiếm chủ, thanh đường nữ hoàng càng quét lục hợp, bình định thần châu chư thiên, xưng tôn thế gian. 500 năm sau, đại chu quốc, quận Vân Hà, thành Quảng Lăng, trạng vạn, ánh nắng chiều như lửa, ngoài tùng vân kiếm phủ, tô dịch một mình đứng xa xa, đang đợi cô em vợ văn linh tuyết tan học các ngươi xem đó là tô dịch một năm trước hắn vẫn là kiếm thủ ngoại môn thanh hà kiếm phủ thanh danh lên cao nhưng lại bởi vì một biến cố làm tu vi mất hết thành con rể ở rể văn gia đáng buồn đáng tiếc đáng tiếc văn linh chưa một đại mỹ nhân như vậy phong hoa tuyệt đại cỡ nào là mỹ nhân số một thành quảng lăng chúng ta công nhận lại gả cho một phế vật như vậy ai đang lúc tan học bóng người từ trong tùng vân kiếm phủ đi ra vô luận nam nữ, khi nhìn, thấy bóng người tô dịch nơi xa, vẻ mặt đều trở nên có chút khác thường, tiếng nghị luận theo đó vang lên, khóe môi tô dịch nổi lên một chút bất đắc dĩ, lại cảm giác có chút buồn, cười, hắn đã rất lâu chưa từng thể hội loại đại ngộ này, nhớ xa xôi về kiếp trước, đất đại hoang cửu châu, từ xưa đến nay vô số, nhân vật phong lưu tranh phong, sáu đại đạo môn sừng sững, quan sát nhân gian, ba đại ma tông chiếm cứ, binh phong loạn thế, có chư thiên thần Phật quay phong một cõi, nhấc lên đại thế chi duy, máu, dụng giang sơn như tranh, nhưng, kẻ độc tồn đại hoang, kiếm áp cửu châu thiên hạ mười vạn tám, ngàn năm, chỉ một mình tô huyền quân hắn, mạnh như tồn tại, hoàn cảnh sừng sững thanh minh đỉnh, cũng phải cúi, đầu, cung sưng một tiếng, tôn thượng, cái này nếu để những lão già kia của kiếp trước nhìn thấy một màn này, sợ là thế nào cũng phải cười nhạo vỡ bụng, tô dịch âm thầm lắc đầu, giờ phút này, bóng người hắn thon dài gầy yếu, khuôn mặt gầy, mặc áo vải, màu xanh, đứng khoanh tay, cả người tản ra khí chất lạnh nhạt, thanh, nhàn Nhưng, bọn họ có một điểm nói không sai, ta hôm nay, quả thực có hơi, không chịu nổi, ánh mắt tô dịch hơi thu liễm, lâm vào trầm ngâm, khối thân thể này của hắn. Vốn là của một gã con vợ kể bị xa lánh đại chu Ngọc Kinh Thành Tô Gia, lúc 5 tuổi, mẫu thân Diệp Vũ Phi bệnh nặng không dậy nổi, buông, tay lì trần. Lúc 14 tuổi, tiến vào Thanh Hà Kiếm Phủ, quận Vân Hà tu hành. Chỉ dùng 2 năm thời gian, 16 tuổi hắn đã nhảy vọt trở thành truyền nhân số một ngoại môn Thanh Hà Kiếm Phủ, có Mỹ dự ngoại môn, kiếm thủ. Thủ ở đây mang ý nghĩa là đầu, không phải tay, nhưng bởi vì một hồi biến cố, làm hắn mất hết tu vi. Không lâu trước đó, ở dưới lực lượng của Ngọc Kinh Thành Tô Gia sắp xếp để hắn thành người ở rễ Văn Gia, một trong ba đại tông tộc thành quản, lăng quận Vân Hà này. Nhưng, vô luận kiếp trước kiếp này, Ai lại biết, ta bây giờ, đã sớm không? Phải ta trước kia, trong lòng tô dịch dâng lên cảm xúc khác thường, ở sâu trong ánh mắt, mơ hồ có hào quang nói không nên lời đang dân trào. Ken, tựa như cảm ứng được tâm tư tô dịch, một tiếng kiếm ngân mát lạnh âm, u vang lên trong đầu hắn, sau đó lại yên lặng xuống. Đó là một thanh kiếm tiên thần bí, kiếm tên cửu ngục, kiếm này bị chính tầng, xích thần, giam cầm. Một năm trước, ở thanh hà kiếm phủ buổi tối một ngày trước khi thí, luyện luận kiếm khi tô dịch vừa mới đột phá tu vi tới cảnh giới tụ khí trong đầu lặng yên hiện ra hư ảnh cửu ngục kiếm làm trả giá là một thân tu vi đây cũng là nguyên nhân thật sự tô dịch lúc trước mất hết tu vi trong một năm qua ở rễ văn gia tô dịch ngày đêm đều cảm ứng cửu ngục kiếm trong đầu ý đồ cởi bỏ bí mật của kiếm này mà ngay tại buổi tối ba ngày trước khi tô dịch lại một lần nữa thử câu thông với cửu ngục kiếm bất ngờ cởi bỏ tầng phong ấn thứ nhất trên kiếm này cũng bởi vậy thức tỉnh ký ức kiếp trước thuộc về Tô Huyền Quân kia, 17 năm như một giấc mộng, sáng nay mới biết ta là ta, mộng nam, kha, đại khái là như thế, trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm, hắn bây giờ cũng mới 17 tuổi mà thôi, phong nhã hào hoa, thiếu, niên khí phách, như mặt trời mới mọc, tất cả tràn ngập hy vọng, trước mắt, tình cảnh ta tuy cuộn bách không chịu nổi, nhưng bằng vào, sự từng trải cùng thủ đoạn kiếp trước, muốn thay đổi tất cả cái này, căng, bản không tính là vấn đề lớn bao nhiêu tôi dịch chắp tay sau lưng khi ánh mắt chuyển động ngẫu nhiên cho người ta cảm giác tang thương thâm thủy không tương xứng với tuổi đó là một loại sau khi trải qua thế sự chìm nổi để lại một mảng lạnh nhạt không vội ta lần này chuyển thế là vì đánh vỡ vách ngăn tu vi kiếp trước gặp phải để chứng vô thượng kiếm đồ hôm nay nhân gian tốt đẹp thanh xuân còn sớm sớm muộn gì có một ngày tự nhiên trở về đại hoang cửu châu tính toán hẳn hoi món nợ kiếp trước với đám nghiệp chướng kia trong đầu tô dịch lặng yên hiện ra từng bức họa kiếp trước, có bị ma chiến hoàng, thanh đường nữ hoàng, kim sĩ đại bằng, vũ hóa, kiếm đình, sáu đại đạo môn, ung, đột nhiên, tô dịch như có điều phát hiện, dương mắt nhìn về phía cổng, tùng vân kiếm phủ, đang lúc tan học, rất nhiều thiếu niên thiếu nữ đi ra, không khí náo nhiệt, ồn ào, trên người tản ra khí tức thanh xuân thuộc về người thiếu niên, nhưng lúc này, không khí ồn ào náo động kia lại đột nhiên lâm vào yên, lặng, chỗ cổng tùng vân kiếm phủ đám người lặng yên tách ra, nhường ra một con đường, ở dưới nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, một thiếu nữ từ Tùng Vân Kiếm Phủ đi ra, thiếu nữ khoảng 14-15 tuổi, mái tóc đen nhánh mềm mại, buông xuống, mặt mày thanh tú, xinh đẹp động lòng người, da thịt nõn nà, như tuyết, một hạt giống mỹ nhân hoàn chỉnh, nàng mặc áo xanh vừa người, toàn thân trắng trong thuần khiết, bóng, người xinh đẹp cân xứng ở dưới một mảng ánh trời chiều nổi lên một tầng, hào quang mông lung như ảo ảnh giống như tiên tử tới trần gian, rất nhiều thiếu niên phụ cận ánh mắt đăm đăm, bọn họ phần lớn đều khoảng 15 tuổi, đang tuổi cập kê, cảnh xuân, tươi đẹp, còn chưa học được che giấu ái mộ cùng nóng rực trong ánh mắt, một ít thiếu niên da mặt mỏng đã cúi đầu, tự biết xấu hổ, không dám nhìn, thẳng, các thiếu nữ kia thì vẻ mặt khác nhau, có ghen tị, có hâm mộ, có ảm đạm, trong các nàng cũng không thiếu người xinh đẹp, nhưng mà so sánh với thiếu nữ đồ xanh, liền tỏ ra thua kém một chút như đong đóm với trăng sáng, lấy gì tranh huy, trong bầu không khí yên tĩnh, thiếu nữ đồ xanh bước chân không nhanh không chậm, nàng ngũ quan, tinh xảo trắng nõn, một đôi mắt thật to thâm thủy mà trong veo, chỉ là, vẻ mặt của nàng lại rất lạnh lùng, giống như núi băng độc lập khỏi, thế gian, làm người ta không dám tiếp cận, văn linh tuyết, vừa mới tiến vào tùng vân kiếm phủ một năm, nàng đã trở thành tuyệt sắc kỳ tài trong mắt toàn bộ giáo viên sư phụ, băng sơn mỹ nhân được công nhận phủ chủ tùng vân kiếm phủ tạ cửu nguy cũng từng cảm khái một thân thanh tú băng tuyết sáng tỏ xứng đáng là một viên minh châu lấp lánh của tùng vân kiếm phủ mà ở trong mắt tô dịch thiếu nữ này vô luận đi đến nơi nào cũng chắc chắn sẽ thu hút ánh mắt người ta là muội muội của văn linh chiêu cũng là cô em vợ của hắn tiểu nha đầu trổ mã càng thêm lung linh rồi đuôi lông mày tô dịch hiện lên một chút ý cười trong một năm qua ở rễ văn gia hầu như mọi người đều coi thường hắn châm chọc khiêu khích, chế ngạo nói móc các kiểu đối với hắn, chỉ có Văn Linh Tuyết là thật sự coi hắn là anh rể để đối đãi, còn thường, thường bên vực hắn, tỷ phu, ngươi sao lại đến đây? Khi xa xa nhìn thấy bóng người Tô Dịch, đôi mắt thâm thúy như đá quý của Văn Linh Tuyết hiện lên một chút ngạc nhiên lẫn vui mừng, vô cùng bất ngờ. Sau đó, cánh môi hồng hào hiện lên một chút ý cười phát ra từ trong lòng, một nụ cười này, như ánh nắng hiện ra, núi băng theo đó hòa tan không ít nam sinh vẻ mặt đều hoảng hốt một phen trái tim kịch liệt nhảy lên thật đẹp có người kìm lòng không được lẩm bẩm nàng nàng thế mà cười rồi có người ánh mắt hoảng hốt nói ra các ngươi có thể không tin trong một năm qua ta vẫn là lần đầu nhìn thấy nụ cười của người đẹp số một tùng vân kiếm phủ chúng ta có người thổn thức điều này đưa tới rất nhiều tiếng phụ họa trong ấn tượng của bọn họ văn linh tuyết người cũng như tên dung mạo thanh tú tuyệt luân tính tình lại giống như núi băng cô độc hiểm trở tuy mọi người đều là bạn cùng trường nhưng hầu như chưa từng có ai thấy nàng cười đối với ai ai ta nếu có vẻ ngoài ưa nhìn đó của nàng ấy nào đến nỗi mấy năm nay mãi không theo đuổi được tiêu sư huynh một thiếu nữ vẻ mặt phức tạp cho dù là nữ hài tử cũng không thể không thừa nhận văn linh tuyết vô luận khí chất hay dung mạo đều làm bọn họ các nữ bạn học này cảm thấy áp lực tuyệt đối ở tùng vân học phủ nếu không cần thiết không có nữ hài tử nào muốn làm bạn với văn linh tuyết vậy sẽ càng thêm phụ trợ vẻ đẹp của văn linh tuyết là kinh người cỡ nào ở dưới các loại ánh mắt nhìn chăm chú văn linh tuyết sửa đổi bước chân không nhanh không chậm của lúc trước bóng người nhẹ nhàng bước nhỏ chạy tới trước người tô dịch con người của các nam sinh kia đều co rụt lại giống như chợt tỉnh táo vừa rồi vừa rồi văn linh tuyết là cười với kẻ bất lực kia bọn họ giống như không dám tin nhìn nhau theo bọn họ biết tuy tô dịch là anh rể của văn linh tuyết nhưng dù sao cũng là một kẻ ở rể địa vị xấu hổ không chỉ các nhân vật lớn kia của văn gia coi thường hắn ngay cả các tỳ nữ cùng hạ nhân văn gia cũng dám châm chọc khiêu khích đối với hắn điều này ở toàn bộ thành quảng lăng là ai cũng biết nhưng thái độ văn linh tuyết đối đãi tô dịch lại tỏ ra vô cùng thân thiết càng đối với tô dịch đến biểu lộ ra ngạc nhiên lẫn vui mừng hoàn toàn không bình thường chỉ cần không phải người mù ai có thể nhìn không ra giờ phút này văn, Linh Tuyết rất vui vẻ, Ni Lát Ti Lúc, quá khác thường rồi, các nam sinh kia nhất thời đều không dám tin vào mắt mình, nhìn nụ cười tươi sáng mỹ lệ kia của thiếu nữ trước người, tô dịch cười, nói, thì ra lúc muội ở học phủ, cũng là bộ dáng như vậy, đây là hắn lần đầu tiên tới đón văn Linh Tuyết tan học, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một bộ dáng băng lạnh cô độc đó của văn, Linh Tuyết, ở trong ấn tượng của tô dịch, trong một năm qua ở văn gia làm con rể, khi đối mặt hắn gã anh rể này, Văn Linh Tuyết luôn tươi tắn hoạt bát, ngày, thơ bướng bỉnh, hoàn toàn không dính dáng gì tới hai chữ núi băng, ta ở học phủ nếu không lạnh mặt, không biết có bao nhiêu tên đáng ghét, sẽ người trước ngã xuống, người sau tiến lên quấy rầy ta, như vậy quá phiền chán. Văn Linh Tuyết miếng môi mà cười, thanh âm thanh thúy ngọt ngào, như nước suối róc rách mắt lạnh, tô dịch giật mình, cũng đúng, lấy ánh mắt kiếp trước của hắn đến xem, Văn Linh Tuyết cũng có thể xưng là tiểu mỹ nhân hàng đầu rồi, lớn hơn một chút nữa nhất định, trổ mã càng thêm mỹ lệ, giống tuyệt sắc bực này, bên cạnh nhất định không có khả năng thiếu kẻ ái, mộ dây dưa. Lúc này, Văn Linh Tuyết nhìn nhìn ánh mắt dại ra kinh ngạc kia của bạn, học xung quanh, đột nhiên có chút chột dạ, ảo não biểu môi, nói thầm, xong rồi, chỉ bởi vì quá vui vẻ, bộ dáng lạnh như băng ta một năm qua vất, vả giả vờ bị hủy hết rồi, sau đó, thiếu nữ bật cười, hào khí trang vân vung tay lên, thôi, quản bọn, họ nhiều như vậy làm gì, ta vui là được, nàng vô cùng thân thiết ôm lấy cánh tay tô dịch, trên khuôn mặt như vẽ tràn đầy nụ cười, vui vẻ nói, tỷ phu, chúng ta về nhà đi, được, tô dịch cười gật đầu, cùng nhau rời khỏi với thiếu nữ, thẳng đến lúc nhìn theo bóng người bọn họ biến mất, phụ cận tùng vân, kiếm phủ lặng lẽ một lúc, ai có thể nói cho ta biết, linh tuyết cô nương sao lại vô cùng thân thiết, như thổi tới một bỏ hết hạ, t i l l -i l k vui thực n t h l một thiếu niên anh tuấn nghiến răng nghiến lợi hỏi mọi người nhìn nhau bọn họ cũng không nghĩ ra một tên ở rễ thành quảng lăng ai cũng cười nhạo một tên phế vật tu vi mất hết cứ văn linh chiêu đại mỹ nhân như vậy còn chưa đủ còn muốn vương độc thủ về phía muội muội của người ta đáng giận rất nhiều thiếu niên oán giận trong lòng tràn đầy ghen ghét đối với tô dịch lúc này ngay cả các thiếu nữ kia cũng không thể lý giải cảm giác rất kỳ quái Văn Linh Tuyết một người kiêu ngạo lạnh lùng cỡ nào, không chỉ thiên, phú tu luyện cực kỳ tuyệt diễm, ngay cả tu vi cũng có thể xưng nhân vật, đứng đầu trong đệ tử đời này của Tùng Vân Kiếm Phủ, nàng, sao có thể coi trọng tô dịch kia, cho dù tô dịch là anh rể nàng, nhưng trong lời đồn, tỷ tỷ nàng Văn Linh, chiêu ghét cay ghét đắng cùng bài xích nhất chính là người này, tỷ phu, huynh luôn không thích ra ngoài, tại sao hôm nay lại đột nhiên tới đón muội trên đường quay về Văn Gia, Văn Linh Tuyết chớp đôi mắt trong veo như nước tò mò hỏi, thiếu nữ thanh tú trong vắt, bóng người xinh đẹp yểu điệu tràn đầy hơi, thở rực rỡ, hoặc bác, thanh xuân, tỷ tỷ muội đã trở lại, tô dịch thuận miệng nói, trong lòng không hiểu sao nổi lên một tia cảm, xúc vi diệu, đôi mắt đẹp của văn linh tuyết sáng ngời, ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, tỷ 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 ấy rốt cuộc đồng ý trở lại rồi, một năm trước. Văn Linh chiêu ở đêm hôm đó thành hôn với Tô Dịch, đột nhiên đi không từ giả, tới Thanh Hà kiếm phủ quận Vân Hà tu hành. Mọi người đều cho rằng, đây là Văn Linh Chiêu đang biểu đạt bất mãn đối với hôn nhân của mình, ông nổi hận trong lòng. Dù là bản thân Văn Linh Tuyết cũng biết, tỷ tỷ Văn Linh Chiêu cực bài xích cùng ghét cay ghét đắng hôn sự này trong lòng cũng chưa bao giờ tiếc. Nhận tỷ phu tô dịch, nhưng hậu giờ cách một năm Văn Linh Chiêu đã trở lại, Văn Linh Tuyết kích động qua đi, đột nhiên phát hiện cái gì? Một đôi mắt trong vắt như nước mùa thu một lần nữa đánh giá cao thấp tô dịch nói tỷ phu huynh từ khi ở dề văn gia chúng ta đã không bước chân ra khỏi nhà suy sút chán đời hậm hực không vui khiến muội lo lắng đã lâu thực sợ huynh bỗng nhiên nghĩ quẩn làm ra một ít chuyện không tốt nàng nâng mắt lên chăm chú nhìn tô dịch nghi hoặc nói nhưng bây giờ hai chúng ta mới một tháng không gặp tỷ phu lại giống như biến thành một người khác trong lòng tô dịch kinh ngạc nha đầu này trực giác thật sâu sắc tùng vân kiếm phủ mỗi tháng nghỉ hai ngày tô dịch cũng có một tháng không gặp Văn Linh Tuyết rồi, lại chưa từng nghĩ vừa gặp mặt, đã bị Văn Linh Tuyết phát hiện một ít manh mối. Một đoạn thời gian này, ta chỉ là nghĩ ra một số việc, sẽ không giống như trước nữa, Tô Dịch cười nói, thì ra là thế, Văn Linh Tuyết vui sướng, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú tuyệt tục hiện lên, một nụ cười rạng rỡ, giọng thanh thủy nói, vậy quá tốt rồi, mùi thích bộ dạng bây giờ của tỷ phu, có một loại. Ừm, cảm giác nói không nên lời, tựa như trên sách nói, đứng như chi lan ngọc thụ cười như trăng sáng vào lòng tiêu sơ hiện cử siêu trần thoát tục thiếu nữ đặt hai tay sau lưng áo xanh như ngọc nụ cười như hoa đó là vui vẻ phát ra từ trong lòng cùng dáng vẻ lạnh như băng trước đó của nàng ở tùng vân học phủ tựa như hai người khác nhau cái này nếu để các bạn học kia của nàng nhìn thấy sợ lại phải kinh ngạc ảm đạm đau thương tôi dịch bật cười sự thay đổi của một người thường thường là chuyện trong một đêm huống chi có được lịch duyệt cùng tầm mắt kiếp trước tâm cảnh cùng tính tình mình tự nhiên không thể so sánh với trước kia văn gia một trong ba đại tổng tộc của thành quảng lăng ở khu vực tây bắc thành quảng lăng diện tích trăm mẫu đình viện chẳng chịt nhà cửa như rừng bóng đêm buông xuống khi tô dịch cùng văn linh tuyết quay về chỉ thấy trước đình viện đã có một bóng người chờ đợi tỏ ra rất sốt ruột cầm thiển mẹ vợ tô dịch tuy tuổi đã lớn dung mạo lại đoan trang tươi đẹp có một phong vận trưởng thành độc đáo, khi trẻ tuổi tuyệt đối là đại, mỹ nhân, người tên bất lực ăn bám, chỉ bảo ngươi đón văn tuyết tan học mà thôi, tại sao muộn như vậy mới trở về, cầm thiển mặt đầy phiền chán, hung hăng trừng mắt nhìn tô dịch một cái, nhìn thấy tô dịch, trong lòng nàng liền trào ra cơn tức, vì đứa con trẻ này, làm hại nàng trong khoảng thời gian này không biết nghe được bao nhiêu, nhạo bán và bình luận, tô dịch vẻ mặt bình thản hoàn toàn không để ý, ở rễ văn gia đã một năm, hắn tự nhiên biết rõ tính tình mẹ vợ là cây nghiệt cỡ nào nhưng tô dịch cũng biết ở trên việc hẳn và văn linh chưa thành hôn cầm thiến ngay từ đầu đã không đồng ý cũng biểu đạt ra từ chối cùng bất mãn mãnh liệt nhưng hôn sự này chính là văn gia lão thái quân tự mình hạ lệnh xử lý cầm thiến cũng không dám làm trái đến cuối cùng chỉ có thể bịt mũi tiếp nhận mẹ là con tan học trì hoãn chút thời gian văn linh tuyết ở bên mở mồm muốn giải thích thay tô dịch được rồi con bé này mau đi ăn cơm. Cầm thiến tức giận phất phất tay, sau đó lạnh lùng liếc tô dịch một cái. Ngươi đi theo ta, tộc trưởng bọn họ đều chờ ở đại điện tổng tộc đấy. Nghe vậy, Văn Linh tuyết nhịn không được hỏi, đại điện tông tộc. Chờ tỷ, phu con. Đây là muốn làm cái gì, con bé này quan tâm linh tinh cái gì, con ngoan ngoãn ở lại trong nhà cho. Mẹ, nơi nào cũng không được đi, nghe rõ chưa, cầm thiển nói năng nghiêm khắc. Văn Linh tuyết vàng một tiếng, nàng không chút dấu vết nhìn tô dịch một cái, trong đôi mắt trong suốt như hồ nước nổi lên một tia lo lắng, tô dịch cười cười, nói, nghe lời, mau đi ăn cơm đi. Văn Linh Tuyết lúc này mới xoay người đi vào đình viện, thu hết một màn này vào đáy mắt, cầm thiến chợt sinh ra sự cảnh giác, sắc mặt âm trầm nói, Linh Tuyết còn nhỏ, ngươi nếu dám có tâm tư lệch, lạc gì, ta dù bất chấp mọi giá, cũng phải phế người đi, khóe môi tô dịch run rẩy một trận, tô huyền quân ta là loại người này, sao, di theo ta cầm thiển không nói lời thừa nữa cũng lười nhìn tô dịch thêm một cái sợ khống không chế được cơn tức trong lòng lại mắng đứa con rể tiện nghi này một chập đại điện tông tộc đèn đuốc sáng trưng kim bích huy hoàng tộc trưởng văn gia văn trường kính cùng một đám nhân vật lớn đều đã đến đủ theo thứ tự ngồi ở trên ghế tựa hai bên đại điện cười nói với nhau không khí thoải mái náo nhiệt chỉ là ở tích tắc tô dịch đi theo cầm thiến tiến vào đại điện mọi người đều dừng nói chuyện với nhau ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía tô dịch ánh mắt các nhân vật đó đều trở nên khác thường có trêu đùa khinh thường thương hại trào phúng không gì không có không khí vốn náo nhiệt thoải mái cũng theo đó nặng nề một chút tuy các ánh mắt đó là nhìn về phía tô dịch nhưng cũng khiến cả người cầm thiển mất tự nhiên một phen thấp giọng lạnh lùng nói ngươi chờ ở đây nàng vội vàng tới bên cạnh chồng là văn trường thái ngồi xuống tô dịch lại giống như không có việc gì một mình đứng ở giữa đại điện ánh mắt đảo qua trên người các nhân vật lớn của văn gia đang ngồi, hờ, đột nhiên, con người tô dịch dừng lại, thấy được một bóng người xinh đẹp, quen thuộc, thiếu nữ lông mày như núi xa, mắt ngọc mày ngài, mặc một chiếc váy, màu lam nhạt, chân ngọc thon dài khép lại mà ngồi, cả người nàng không, có bất cứ trang sức nào làm đẹp, lại như phù dung dưới nước, tự chứa ý vị, thanh linh trác tuyệt, hoàn toàn là một người đẹp tịnh lệ tuyệt tục, chỉ là, trên khuôn mặt nàng lại có chứa sự lạnh buốt băng hàng, một tư thái cao ngạo từ chối người ta ở ngoài ngàn dặm. Văn Linh Chiêu, nàng là vợ trên danh nghĩa của Tô Dịch, tuyệt đại mỹ nhân số một thành Quảng Lăng, phong tư như tiên, thiên, phú võ đạo kinh diễm quần luân, được không biết bao nhiêu tuấn ngạn trẻ, tuổi ngưỡng mộ, thì ra là thế. Văn Tuyết Nha đầu kia lúc ở Tùng Vân Kiếm Phủ biểu hiện ra, tư thái lạnh như băng, rõ ràng là đang học tỷ tỷ của nàng. Tô Dịch giật mình, Văn Linh Tuyết là giả trang lạnh như băng, Văn Linh Chiêu lại là thật sự, lạnh như băng, khí chất lạnh nhạt cô độc kia cũng đã dung nhập đến trong xương cốt của nàng cùng lúc đó văn linh chiêu rõ ràng chú ý tới ánh mắt tô dịch khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú sau đó liền khôi phục bình tĩnh đôi mắt sáng lạnh lùng từ đầu đến cuối căn bản không nhìn tô dịch một cái trực tiếp mặc kệ thời gian cách một năm vợ chồng lại gặp lại lại vẫn như người lạ tô dịch lần này tìm ngươi đến là có chuyện muốn thông báo ngươi trên chủ tọa đại điện gia chủ văn gia văn trường kính giọng nói tùy ý mở miệng, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt trên đại điện ở trên người hắn. Hắn mặc áo bào tím, tóc bạc để râu, mặt đẹp như ngọc, hai tay đặt ở trên, tay viện ghế, bóng người ngang tàn như một ngọn núi cao, tràn đầy uy, nghiêm, linh chiêu thiên phú kinh diễm, một năm qua ở Thanh Hà kiếm phủ tu, hành, may mắn được một vị nhân vật lớn nhìn trúng, tiến cử nó tới thiên nguyên học cung tu hành, cũng chính là nói, linh chiêu hôm nay, đã là một học viên chính thức của thiên nguyên học cung. Văn Trường kính ánh mắt lạnh nhạt nhìn Tô Dịch, nói, ngươi từng là ngoại môn kiếm thủ của Thanh Hà kiếm phủ, tuy hôm nay chỉ là một phế, nhưng nhưng cũng có thể rõ, Thiên Nguyên học cung là tồn tại siêu nhiên, khổng lồ cỡ nào. Đối với Văn gia chúng ta mà nói, Linh Chiêu có thể may mắn tiến vào trong đó tu hành, có thể xưng là một việc vui lớn bằng trời, thì ra là thế, Tô Dịch lúc này mới rõ nguyên nhân tối nay các nhân vật lớn của Văn gia, Triệu Kiến mình Thiên Nguyên Học Cung là nơi tu hành số một của Thiên Nguyên Châu, phàm là có thể trở thành đệ tử Thiên Nguyên Học Cung, hầu như đều là thiên tài trắc tuyệt cao nhất của địa bàn Một Châu. Một năm trước, Văn Linh Chiêu mới tiến vào Thanh Hà Kiếm Phủ tu hành, một năm sau liền được tiến cử tới Thiên Nguyên Học Cung tu hành, có thể, nghĩ mà biết, thiên phú võ đạo của nàng kinh người cỡ nào, cái này đối với Văn Gia mà nói, quả thật là một chuyện tốt, nhưng đối hắn tô dịch mà nói, cũng liền ý nghĩa từ nay về sau trong thời gian rất dài sợ là cũng không thấy được người vợ này của hắn nữa nghĩ đến đây tô dịch nhìn văn linh chiêu cách đó không xa một cái thấy người sau vẫn như cũ là một bộ dáng lạnh nhạt cô độc mặt không biểu cảm tộc trưởng cùng các vị trưởng bối là muốn hỏi một chút ý kiến của ta tô dịch hỏi mọi người đang ngồi ngẩn ra đều lộ ra nét cổ quái một tiếng cười nhạo đột ngột vang lên tô dịch ngươi nghĩ nhiều rồi chuyện này căn bản không thể thương lượng vô luận ngươi đồng ý hay không Tiền đồ tốt đẹp của Linh Chiêu cũng sẽ không bị ngươi tên phế vật này liên lụy, Văn Trường Thanh, nhị bá của Văn Linh Chiêu, mặc áo bào gấm, mặt trắng không râu, ánh mắt hung ác nham hiểm, đại điện vang lên một tràng tiếng cười khẽ, tựa như đều bị câu nói kia của Tô Dịch chọc cười, một tên ở rễ, còn vọng tưởng có ý kiến ở trên chuyện này, tiểu tử này là thật không biết hắn ở trong mắt tộc nhân Văn gia chỉ là một kẻ bất lực không quan trọng gì, nhưng ra ngoài đám người Văn gia dự kiến Tô dịch giờ khắc này lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh cùng thông dong, tựa như, không đếm xỉa đếm, tư thái lạnh nhạt tự nhiên đó, làm không ít người tính chế dễu ngược lại, cảm thấy một trận không thoải mái, các vị đều đã làm sẵn quyết đoán, còn tìm ta đến làm gì, tô dịch thuận miệng hỏi, nếu chưa thức tỉnh ký ức kiếp trước, ở sau khi gặp những sự nhục nhã làm, người ta khó xử này, chắc chắn sẽ vì vậy phẫn nộ không chịu nổi, nhưng tổ dịch bây giờ, sớm không phải trước kia nữa, nào sẽ để ý những thứ này là ta muốn thừa cơ hội lần này gặp cô sư huynh một lần ngoài đại điện vang lên một giọng nói trong trẻo một thanh niên mặc áo bào trắng tay áo rộng khuôn mặt anh tuấn diện mạo hiên ngang đi vào nhất thời gia chủ văn gia văn trường kính cùng một đám nhân vật lớn đang ngồi đồng loạt đứng dậy vẻ mặt đều trở nên nhiệt tình ngụy công tử đến rồi mau mau mời ngồi ngụy công tử chúng ta vốn định để tôi dịch tự mình đi bái kiến ngài ngài tại sao tự mình đến đây điều này làm chúng ta cũng thật có chút được yêu mà sợ chưa tiếp đón từ xa mong rằng thứ tội trong những lời khen tặng đó lộ ra nịnh bợ không chút nào che giấu kẻ nào cũng ra sức nhiệt tình tộc trưởng văn trường kính càng tự mình đón ngụy công tử kia vào đại điện từng màn này tôi dịch nhìn mà âm thầm lắc đầu làm vẻ ta đây như vậy cũng thật sự khiến người ta buồn nôn mà tô sư huynh đã lâu không gặp mà lúc này thanh niên áo bào trắng đi, vào đại điện đi thẳng tới bên người tô dịch, dáng vẻ kiêu căng, khí thế ép, người, ngụy tranh dương, ngoại môn đệ tử thanh hà kiếm phủ, con cháu ngụy thị đỉnh cấp đại tộc, quận thành vân hà, chỉ thân phận bực này, đã đủ làm trên dưới văn gia kính sợ, thì ra là ngụy sư đệ, tô dịch khẽ gật gật đầu, trong ba năm tu hành ở thanh hà kiếm phủ, ngụy tranh dương luôn coi, mình là đối thủ cạnh tranh, nhưng trong ba năm đó, mặc cho ngụy tranh dương cố gắng như thế nào cũng luôn bị mình vững vàng áp chế một bậc đổi mà nói ba năm đó ngụy tranh dương luôn sống ở trong cái bóng của mình lúc này ánh mắt ngụy tranh dương không kiên nể gì đánh giá tô dịch một lát đột nhiên thở dài xúc động nói ai cũng không ngờ đường đường ngoại môn kiếm thủ thanh hà kiếm phủ trong nháy mắt lại ngã xuống phàm trần không chỉ tu vi mất hết còn thành ở rễ đáng buồn làm sao đáng tiếc cỡ nào giọng nói truyền khắp đại điện quanh quẩn không ngớt vẻ mặt mọi người trở nên khác thường. Tô dịch tự cười mà không cười nói, xem ra, ngụy sư đệ là quên giáo, huống trước kia, nếu không ta giúp ngươi nhớ lại chút, một câu, lại giống như chọc vào chỗ đau của ngụy tranh dương, nhớ tới, một ít chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, sắc mặt cũng dần dần âm trầm đi, tô dịch, không được vô lễ đối với ngụy công tử, tộc trưởng văn trường kính đứng bật dậy, lớn tiếng quát, ánh mắt lạnh, như băng lộ ra uy hiếp, tô dịch tuy sớm biết cao thấp văn gia xem thường mình, nhưng vẫn có chút bất ngờ. Đường Đường Tộc trưởng Văn Thị lại ở trước mắt bao người, giúp một người ngoài uy hiếp con rể nhà mình, lại nhìn nhân vật lớn khác của Văn Gia trên nét mặt đều mang theo kinh thường cùng lạnh lùng như ẩn như hiện, không có ai cảm giác lời này của Văn Trường Kính có gì không ổn, không thể nghi ngờ. ở trong lòng bọn họ, chính hắn người ở rể này giống như bài trí, có thể tùy ý nhào nặng như thế cũng tốt. giờ khắc này, vẻ mặt tô dịch trở nên càng thêm lạnh nhạt chẳng qua, trong lòng đã hoàn toàn phân rõ giới hạn với văn gia, tô dịch, ta cũng không phải là chuyên môn từ quận Vân Hà tới xem trò, cười của ngươi, ngụy Tranh Dương lạnh lùng mở miệng, thái độ của mọi người văn gia ở, đây đối với tô dịch bị hắn thu hết vào đáy mắt, trong lòng càng thêm, không có sợ hãi, ồ, vậy là vì sao? Tô dịch nói, khóe môi ngụy Tranh Dương hơi nhếch lên, ánh mắt như chim ưng nhìn, chầm chầm tô dịch, vương hai ngón tay, nói từng chữ một, ta lần này đến, chỉ vì hai việc một, ngày mai, ta sẽ cùng Linh Chiêu cùng nhau tới trong thiên nguyễn, học cung tu hành. Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Linh Chiêu cô nương, cam đoan không để nàng chịu chút ủy khuất nào. Hai, nhớ kỹ thân phận của ngươi, một tên ở rễ tu vi mất hết mà thôi, căng, bản không xứng ở bên Linh Chiêu. Ngày khác, khi ta lại đến văn gia, tất sẽ giúp Linh Chiêu giải trừ hôn khế mà tô dịch ngươi. Chắc chắn bị đuổi khỏi nhà, đến lúc đó, nếu ngươi không sống nổi, có thể ở lại bên cạnh ta làm nô tài, ta không ngại bỏ tiền nuôi một tên phế vật, lời nói ngên ngang, trịnh thượng hùng hồn, Ngụy Tranh Dương ngạo nghễ tự tin, thể hiện ra hết sự kiêu ngạo, đại điện yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, vẻ mặt mọi người khác thường, mặc kệ như thế nào, Tô Dịch và Văn Linh chiêu chung quy là vợ chồng, nhưng Ngụy Tranh Dương lại trước mặt toàn bộ nhân vật lớn của văn gia, nói ra đoạn lời này, cái này không thể nghi ngờ là vũ nhục lớn nhất đối với Tô Dịch, nhưng ý tứ trong lời ngụy tranh dương cũng làm tộc trưởng văn trường kính cùng các nhân vật lớn kia có chút mất tự nhiên nhưng lại không ai dám nói cái gì ngụy gia chính là đỉnh cấp đại tộc đủ để ảnh hưởng 19 thành của quận vân hà mà ngụy tranh dương là con trai trưởng đương kim tộc trưởng ngụy gia thân phận tôn quý xa không phải văn gia bọn họ dám đi đắc tội ngược lại là cầm thiến mắt sáng ngời cẩn thận đánh giá ngụy tranh dương một phen lại đối chiếu với tô dịch trong lòng càng thêm cảm thấy không phải nếu con gái mình gả là vị ngụy công tử này. Tên đuôi mù nào của văn gia còn dám kinh thường mình, làm người ta bất ngờ là, cho dù chịu nhục lớn như vậy, vẻ mặt tô dịch vẫn không một gợn sóng, tư, thái thông dong lạnh nhạt đó, khiến mọi người thậm chí đều có chút kinh, ngạc, gã này, không nổi giận một chút nào, ngụy tranh dương nhíu mày, hắn là đến diễu võ dương oai, càng dùng, phương thức, cướp vợ, để làm nhục tô dịch, nhưng ai ngờ được, tô dịch lại tựa như căn bản không dính chiêu này của mình, làm hắn cũng có loại nghẹn khuất một quyền đánh lên bịch bông, không biết dùng sức vào đâu. Tô dịch thu hết vẻ mặt mọi người vào đáy mắt, lạnh nhạt như cũ, như thần, linh trên trời, quan sát một trò khôi hài nho nhỏ trong góc thế gian, một lũ bỏ chó, buồn cười. Hắn cũng đã đặt mình vào tình trạng như vậy, sao còn có thể có tâm tính, bàn quan như vậy, chưa có ai chú ý tới. Văn Linh chiêu luôn thờ ơ lạnh nhạt, như băng tuyết, ở sâu trong đôi mắt sáng nổi lên một tia nghi hoặc cùng kinh ngạc không, dễ phát hiện. Ngay lúc này, ánh mắt Tô Dịch đảo qua mọi người ở đại điện, lạnh nhạt mở, miệng, mặc kệ như thế nào, chỉ cần hôn khế vẫn còn, ta vãn như cũ là trượng phu của Văn Linh Chiêu, là con rể Văn gia, mà bây giờ, một người ngoài lại đứng ở trên đại điện tông tộc Văn gia, công khai nói, về sau muốn thay ta chiếu cố thê tử của ta, các vị, cái này nếu truyền ra, người đời sẽ đối đãi Văn gia như thế nào? Lại đối đãi. Văn Linh Chiêu như thế nào? một đoạn lời nói bình thản thông dong lại tựa như một tiếng sét nổ vang đại điện một đám nhân vật lớn như bọn văn trường kính sắc mặt đều thay đổi không ngồi yên được nữa bọn họ không để ý cảm thụ của tô dịch lại không thể không để ý danh dự cùng mặt mũi văn gia cầm thiển cùng văn trường thái lúc này mới như chợt tỉnh ngộ đều tức giận sắc mặt khó coi loại chuyện này truyền ra mất mặt nhất khẳng định là bọn họ những kẻ làm cha mẹ này lúc này ngay cả trên khuôn mặt băng lạnh tuyệt đẹp kia của văn linh chiêu cũng nổi lên một mảng âm trầm trong đôi mắt sáng nổi lên nét oán giận trong lòng tranh dương lộc bột một tiếng thầm kêu không ổn hắn không ngờ tôi dịch nói một phen đã khiến thái độ mọi người văn gia đột nhiên thay đổi nếu còn không giải thích sự hiểu lầm này liền to lắm nhưng tôi dịch căn bản là không cho hắn cơ hội mở miệng lạnh nhạt nói ngụy sư đệ nếu ngụy gia các ngươi biết ngươi chắc như đinh đóng cột, muốn cướp đi thê tử của người khác, bọn họ nên đối đãi người như thế. Nào, đến lúc đó, toàn bộ quận thành Vân Hà chỉ sợ đều sẽ biết, đường đường, con trai trưởng tộc trưởng ngụy Gia, thì ra thích cường đoạt thê tử người khác. Tô Dịch nhìn về phía ngụy Tranh Dương, ánh mắt cũng mang theo một tia, thương hại, ác danh bực này một khi bị khẳng định, nhất định cả đời. 1.112 mét vuông ác, nông te ru sạch, như vậy, ngươi cho dù là con trai trưởng tộc trưởng ngụy Gia, nhưng địa, vị ở ngụy gia chắc chắn gặp ảnh hưởng nghiêm trọng hậu quả đó ngươi có thể thừa nhận được không nói đến đây hắn vỗ vỗ bả vai ngụy tranh dương lời chỉ tới đây người cẩn thận cân nhắc đại điện yên tĩnh không tiếng động áp lực nặng nề tiếng cô dịch hãy còn giống như sấm sét từng chữ quanh quẩn trong lòng mỗi người làm sắc mặt bọn họ lúc xanh lúc trắng lại nhìn ngụy tranh dương gò má đầu tiên là đỏ lên sau đó trở nên trắng bệt cái trán nổi từng sợi gân xanh tức giận đến thân thể cũng rung lên, trong con ngươi dâng lên xấu hổ và giận dữ. Ngươi, hắn tức sùi bọc mép, hận không thể một quyền đánh chết tô dịch. Văn Linh chiêu đột nhiên đứng dậy, đôi mắt sáng lạnh lùng nhìn về phía Ngụy Tranh Dương, Ngụy sư huynh, ngươi nói xong chưa? Trên khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng lạnh buốt như băng tuyết, thanh âm lộ ra tức giận không chút nào che giấu. Linh chiêu sư muội, ngươi đừng hiểu lầm, ta thề với trời, tuyệt đối không phải ý tứ này. Ngụy Tranh Dương đang xấu hổ giận dữ đang xen, giống như bị người ta hắt một chậu nước lạnh hoàn toàn hoảng hốt hắn vội vàng giải thích với văn linh chiêu ta là nghĩ về sau hai ta ở trong thiên nguyên học cung tu hành cũng có thể chiếu cố lẫn nhau dù sao chúng ta ở thanh hà kiếm phủ quen biết một hồi coi như là bằng hữu bằng hữu với nhau nào có đạo lý không trợ giúp lẫn nhau ta mệt rồi đi nghỉ ngơi trước khuôn mặt xinh đẹp của văn linh chiêu lạnh lùng như băng trực tiếp rời khỏi đại điện chỉ là ở lúc đi qua bên cạnh tô dịch, trong đôi mắt sáng của nàng hiện lên, một tia lạ lẫm không dễ phát hiện, bị làm nhục như vậy, hắn hãy còn có thể bình thản ung dung, càng trong, lúc cười nói, đã đảo loạn thế cục tối nay, người này. Tự như cũng không, chẳng được việc gì như trong tưởng tượng của mình, sau đó, nàng âm thầm lắc lắc đầu, xét đến cùng, mình và hắn chung quy là người lạ, tô dịch là tô dịch, nàng là nàng, tuy có danh nghĩa vợ chồng, nhưng cuộc đời này, tốt nhất không gặp lại ngụy tranh dương đứng ở nơi đó sắc mặt vô cùng khó coi hắn lo lắng bị văn linh chiêu hoàn toàn hiểu lầm cả người giống kiến bò trên chảo nóng tâm thần đại loạn tô dịch đứng khoanh tay lạnh lùng nhìn từng cảnh này hắn không để ý văn linh chiêu đối đãi mình như thế nào nhưng nếu ở dưới tình huống có danh nghĩa vợ chồng văn linh chiêu lại cùng một chỗ với ngụy tranh dương cái này không thể nghi ngờ chính là đang cắm sừng tô dịch hắn danh tiếng như vậy bị xác thực tuyệt đối là vết nhơ cả đời tâm cảnh tôi dịch siêu nhiên nữa cũng không cách nào dễ dàng chấp nhận chuyện như vậy xảy ra cho nên hắn trước đó mới sẽ lên tiếng hoàn toàn lật tung toàn bộ cục diện về sau cần thiết tìm một cơ hội diệt trường Ngụy tranh dương tên khổn không có ý tốt đối với văn linh chiêu này đỡ cho ở lúc mình không phát hiện đã bị cắm sừng tô dịch nghĩ đến đây cũng không có hứng thú xem náo nhiệt các vị các ngươi thông thả tán gẫu ta cũng mệt rồi đi trước một bước nhẹ nhàng bỏ lại câu này tô dịch xoay người bước đi tô dịch người đứng lại đó cho ta ngụy tranh dương bụng đầy cơn tức lạnh lùng nói ngụy sư đệ lời thật thì khó nghe khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt nếu không họa sát thân tất từ miệng ra tô dịch cũng không quay đầu lại phất phất tay bước chân nhàn nhã bóng người nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm ngoài đại điện trong đại điện dưới ánh nến chiếu rọi sắc mặt mọi người đều có sự khó coi ngoài đại điện trăng soi bầu trời đêm, gió đêm mát mẻ, hợp với tâm tình, tô dịch, thoải mái hơn nửa thông dong một chút trò khôi hài mà thôi, một tay liền có thể tạo mưa gió, bóng đêm như mực, côn trùng kêu vang. Sau khi quay về chỗ ở của mình, tô dịch đứng trong đình viện, nín thở tập, trung tinh thần, thẳng đến lúc thể xác và tinh thần trong suốt kỳ ảo, lúc này mới tạo tư thế, bắt đầu diễn luyện quyền pháp, với hắn mà nói, chuyện vừa rồi xảy ra ở đại điện công tộc, hoàn toàn, không đáng giá để tâm trước mặt quan trọng nhất là tu luyện, con đường tu luyện, tổng cộng chia làm bốn giai đoạn lớn, võ đạo, nguyên, đạo, linh đạo, huyền đạo, ở kiếp trước, thân là huyền quân kiếm chủ tô dịch sống mười vạn, ngàn năm, tu vi tới một cái cảnh giới cuối cùng của huyền đạo, huyền hợp cảnh, tám, huyền hợp cảnh lại được gọi hoàng cực cảnh, chính là chỉ tôn trong, hoàng giả, thọ tới trăm vạn tuổi. Ở Đại Hoang Cửu Châu cũng là nhân vật, trên đỉnh thiên hạ vạn tộc, năm đó, bằng vào uy thế huyền hợp cảnh, tô dịch có rất nhiều danh, hiệu, như là đại hoang lãnh tụ, chúng hoàng chi tôn, vạn đạo chi sư, huyền, quân kiếm chủ vân vân, đều là mỹ dự trí cao trong thiên hạ, toàn bộ đại hoang cửu châu, kẻ có thể so sánh với tô dịch, không vượt qua con số một bàn tay, nhưng đối với tổ dịch bây giờ mà nói, huyền hợp cảnh quá xa xôi, việc cấp bách, là một lần nữa bắt đầu tu luyện, ở trên võ đạo đánh xuống, một cái căn cơ hùng hậu vô cùng. Võ đạo là giai đoạn đầu tiên của tu hành, là khởi đầu đại đạo, chia ra làm bàn huyết cảnh, tụ khí cảnh, dưỡng lô cảnh, vô lậu cảnh. Đây là võ đạo tứ cảnh, trong đó, bàn huyết cảnh là cảnh giới ban đầu nhất của võ đạo. Cảnh giới này quanh thân bàn vận, khuân vác, khí huyết, rèn luyện da thịt, gân cốt, chia làm luyện da, luyện thịt, luyện gân, luyện xương bốn cấp bậc. Khi đến viên mãn của cảnh giới này, khí huyết cường thịnh, mình đồng da, sắc, có thể xé sống hổ báo, ẩn vỡ gạch đá, kẻ bước vào cảnh giới này, cũng được gọi võ đồ, trong đình viện, ánh trăng như nước, bóng đêm yên tĩnh, tô dịch động tác thả lỏng chậm rãi, người thẳng bước vững, cương mà, không cương, nhu mà không nhuyễn, hít vào thở ra, mang theo một loại, quy luật vận động độc đáo, khi động như tiên hạt vỗ cánh, nhẹ nhàng tự tại, khi bỉnh khi cây tùng vách đá, cắm rễ vách đá, tùng hạt đoán thể thuật, tổng cộng có 9 chiêu 18 thức bắt nguồn từ tuyệt võ bát cực kinh chương đầu võ đạo trúc cơ tuyệt võ bác cực kinh do tri kỷ bạn tốt kiếp trước của tô dịch công giả xích khai sáng một thân bá thiên tuyệt địa võ đạo thông thần xưa nay tự xưng một tên võ sư nhưng ở đại hoang cửu châu hắn lại là tuyệt võ hoàng cường giả thế gian chỉ có thể ngước nhìn một tồn tại cường đại tựa như thần thoại ở trên đại đạo tính cách hắn ngông cuồng không kiềm chế kiệt ngạo quái gở từng đánh lỗ mũi trâu của sáu đại đạo môn đại hoang từng đánh lão ma đầu ba, nhánh ma tông, nhân vật hoàn cảnh hùng cứ một phương kia, không biết có bao nhiêu, từng bị công giả xích lấy danh nghĩa, bái phỏng, đánh cho mặt mũi bầm, dập, nhưng, thế gian hầu như không người nào biết, công giả xích không phải, chưa từng thất bại, hắn cũng từng bái phỏng, tô dịch lúc ấy thân là huyền quân kiếm chủ, kết quả kém hơn một chút, đáng tiếc thua ở dưới kiếm đạo của tô dịch, cũng bởi một trận chiến này, khiến hai người tiếc tài nhau, trở thành bạn, thân, về sau, Công giả xích mang võ đạo chân kinh hắn dùng tâm huyết suốt, đời viết, tặng cho tô dịch quan sát nghiên cứu. Đây chính là tuyệt võ bát cực kinh. Lúc ấy xem xong, Tùng Ha đoán thể thuật, ghi lại trong đó tôn dịch. Bu A I I A V 25, cũng không khỏi cảm khái, phép này gần với đạo, không thể thêm bớt nữa. Hơn nữa, ngay cả tô dịch cũng không thể phủ nhận. Ở trên võ đạo tử cảnh khởi đầu tu hành, trình độ tu luyện của công giả xích, rõ ràng mạnh, hơn mình một bậc, thậm chí phóng mắt toàn bộ đại hoang cửu châu, cũng tìm không ra một ai có thể ở trên tu luyện võ đạo tứ cảnh sánh ngang với công giả xích. Vì vậy, tùng hạt đoán thể thuật do công giả xích viết, cũng có thể coi là phép trúc cơ số một đại hoang cửu châu, mà tô dịch lần này trùng tu, tự nhiên không chút do dự lựa chọn lấy tùng hạt đoán thể thuật để xây thành căn cơ võ đạo. Như thế, mới có thể thật sự vượt qua mình lúc cùng thời kỳ ở kiếp trước, lịch duyệt cùng kinh nghiệm tu luyện kiếp trước, làm tô dịch đối với con đường trùng tu của một kiếp này đã có kế hoạch rõ ràng. Kiếp này trùng tu mỗi một cảnh giới đều phải mạnh hơn so với kiếp trước. Chỉ có như thế mới có thể xây thành một con đường vô thượng vượt xa. Kiếp trước, một nén nhang sau. Sau khi diễn luyện một bộ tùng hạt đoán thể thuật đủ ba lần trên người, tô dịch đã toát ra một tầng mồ hôi, khẽ thở gấp. Đây đã là cực hạn của hắn bây giờ. Tinh khí thần của hắn lại đặc biệt tốt, bóng người gầy gò thon dài đắm, chìm trong nắng sớm, tỏa sáng ra tinh thần phấn chấn hừng hực thuộc về thiếu niên 17 tuổi. Đây đã là ngày thứ ba sau khi ta thức tỉnh kiếp trước ký ức một lần nữa tu luyện, nhưng bây giờ chỉ diễn luyện ba lần mà thôi, đã toát mồ hôi khắp người. Nói đến cùng, vẫn là thân thể này không được, pháp môn 17 năm đầu tu luyện sơ hở chồng chất, căn cơ cũng chưa nói là tốt bao nhiêu. Tô dịch vừa dùng khăn lau mồ hôi, vừa suy nghĩ, tuy một kiếp này ở trước khi mất đi tu vi, hắn đã là ngoại môn kiếm thủ, thanh hà kiếm phủ, nổi tiếng quận Vân Hà, nhưng ở dưới ánh mắt của kiếp trước, chút thành tựu này hoàn toàn không đáng giá. 17 tuổi, đã bỏ lỡ thời kỳ tốt nhất rèn luyện võ đạo, nhưng lấy tùng, hạt đoán thể thuật để xây cơ sở, muốn bù lại cùng tu sửa quá khứ tu, luyện bỏ sót, cũng không phải là việc khó, chỉ là mảnh thế giới này linh khí không khỏi cũng quá thiếu thốn rồi. Tô dịch khẽ cao mày, ba ngày qua thức tỉnh ký ức kiếp trước, khiến hắn cũng làm rõ thế giới, trước mắt đang ở, thương thanh đại lục, có được to nhỏ hơn trăm quốc gia lãnh thổ mênh mông rộng lớn chu quốc hắn đang ở chỉ là một trong trên trăm quốc gia của thương thanh đại lục ở kiếp trước tô dịch căn bản chưa từng nghe nói thương thanh đại lục nhưng hắn dám khẳng định thế giới này tất nhiên có liên hệ với đại hoang cửu châu nguyên nhân rất đơn giản hệ thống tu luyện thịnh hành trong thương thanh đại lục bắt nguồn từ cùng một mạch với đại hoang cửu châu nhưng bởi vì linh khí trên thương thanh đại lục gần như khô kiệt lời đồn chỉ có con đường tu hành, võ đạo cùng nguyên đạo hai đại cảnh giới. Về phần linh đạo cùng huyền đạo hai đại cảnh giới tu hành cao hơn, ở thương thanh đại lục gần như tuyệt tích, chỉ tồn tại trong thần thoại, truyền thuyết, ở cảnh nội đại chu, nghe nói tồn tại mạnh nhất, tu vi cũng chỉ đạt tới giai, đoạn, nguyên đạo. Dù vậy, nhân vật như thế, cũng đã được người đời tôn sùng là lục địa thần, tiên, rồi, từ trong đó có thể suy đoán ra, linh khí thương thanh đại lục là thiếu, thống cùng càng cỗi cỡ nào ta dù có ngàn pháp môn, vạn thần thông, chuyển thể ở nơi càng cỗi cỡ, này, phần lớn cũng đều không dùng được, tổ dịch trầm ngâm, hắn trái lại không lo lắng những thứ này, đạo tu luyện, đơn giản là bốn chữ tài, lữ, pháp, địa mà thôi, nếu có thể tìm nơi linh khí hội tụ tu luyện, thì có thể làm ít hưởng nhiều, nếu lại có thể tìm kiếm một ít thiên tài địa bảo, ta nhiều nhất ba tháng, liền có nắm chắc đột phá con đường võ đạo, bước vào con đường tu hành, nguyên đạo, nghĩ đến đây, Tô dịch tự dễu cười cười, là ta nghĩ nhiều rồi, linh khí cằn, cõi bực này của lấy đại chu, muốn sinh ra linh dược cấp bậc thiên tài địa, bảo, gần như không có khả năng, nhưng, nếu có thể ở trong thiên địa linh khí thiếu thốn cỡ này chứng đạo, mà lên, mới biểu hiện ra năng lực của tô huyền quân ta, cũng mới có cơ, hội nâng cao một bước so với kiếp trước, vì sao chuyển thể trùng tu, tự nhiên là vì mưu đồ con đường cùng cảnh giới cao hơn so với kiếp trước, ngày mai lại đi ngoài thành một chuyến, xem có thể tìm được linh địa thích hợp tu hành hay không nghĩ đến đây Tô dịch khẽ ngẩng đầu ánh mắt thản nhiên nhìn về phía một phần trăng sáng kia trong trời đêm đôi mắt thâm thúy soi bóng ánh trăng sáng tỏ có một chút thần thái khác thường lưu chuyển ngoài thành quảng lăng một dòng sông mênh mông cuồn cuộn chảy qua mặt sông rộng lớn chừng nghìn trường sông đại thương một con sông dài nhất cảnh nội quận vân hà uốn lượng mấy ngàn dặm đang lúc sáng sớm tôi dịch mặc áo vải màu xanh một mình dọc theo bờ sông Đại Thương đi, mãi về phía bắc, vừa đi, vừa cảm ứng linh khí biến hóa trong trời đất, quan thế núi sông, sát tướng trời đất, đây là cái gọi là phong thủy kham dư đạo, trước mắt Tô Dịch tuy không có tu vi, nhưng lịch duyệt cùng tầm mắt kiếp trước vẫn còn, điều này làm hắn từ trong thế đi của sông núi, liền có thể quan sát được linh khí phân bố trong trời đất, linh khí ở các nơi không giống nhau, hắn dọc theo bờ sông đi khoảng hơn 10 dặm, rốt cuộc đứng lại trong ánh mắt nổi lên một tia hài lòng phía trước là một dãy núi lớn núi non như tụ tập hàng năm bao phủ trong cương em mờ dung mu dãy núi vân thương kéo dài 800 dặm giáp giới với sông đại thương đi tiếp về phía trước chính là núi vân thương quỷ mẫu lĩnh khiến dân chúng thành quảng lăng nói tới liền biến sắc tô dịch chắp tay sau lưng ánh mắt trông về phía xa rất nhiều năm qua quỷ mẫu lĩnh bị coi là nơi đại hung không lành đồn đãi thật lâu trước kia nơi đó là một mảng di tích chiến trường khí âm, sát rất nặng, nghe nói quanh năm có quỷ vật hung ác âm trầm lui tới, trong thành quảng lăng lưu truyền rất nhiều chuyện xưa ma quỷ, phần lớn có liên quan với quỷ mẫu lĩnh, em mờ khí khóa núi, sát vụ không tan, đây cũng thật là một chỗ phúc địa của âm hồn lệ quỷ, hồi lâu sau, tô dịch thu hồi ánh mắt, trong lòng than khẽ, đáng tiếc, ta còn chưa có tu vi, nếu không, trái lại có thể đi một chuyến, bắt mấy con lệ, quỷ giúp mình sưu tập linh dược trong núi, nếu như vậy, liền không cần vất vả chạy tới nơi hẻo lánh ngoài thành này tu luyện trên đời này quả thực có quỷ mà tô dịch càng rõ quỷ vật chia ra âm hồn quỷ mị quỷ quái quỷ linh vân vân trong đại hoang cửu châu tây minh quỷ hoàng lai lịch quỷ bí nhất lúc ban đầu chính là một con quỷ vật sinh ra ở trong chiến trường cổ có thể xưng truyền kỳ trong quỷ tu nơi này linh khí tuy vẫn rất loãng nhưng đối với ta bây giờ mà nói đã rất không tệ rồi tô dịch cuối cùng quyết định ở đây tu luyện đây là một rừng dâu tiếp giáp bờ sông đại thương phía trước là dãy núi vân thương tàn phong nạp thủy thể sông núi giao hội ở đây miễn cưỡng tính là một khối linh địa một cơn gió sông thổi đến linh khí lưu động trong không khí làm người ta vui vẻ thoải mái phù tô dịch thở ra thật dài thể xác và tinh thần dần dần, dần trong suốt kỳ ảo giống như trăng đầy bầu trời xanh sau đó hắn từ từ bày tư thế diễn giải tùng hạt đoán thể thuật quả nhiên không giống với lúc ở văn gia tu luyện. Chỉ một lát sau, tô dịch đang tu luyện liền phát hiện, trong hư không mười, trượng phụ cận, có từng tia từng luồng linh khí loãng lao về phía mình, thấm vào trong cơ thể, giống như mưa thuận gió hòa, lặng lẽ thấm đẫm, mà một thân khí huyết đó của hắn bắt đầu trở nên mượt mà mà hoạt bát như đang hoang hô, đang nhảy nhót, tràn ngập sức sống bừng bừng. Tô dịch rất nhanh vứt bỏ một tia tạp niệm này, thể xác và tinh thần đắm chìm trong tu luyện, hoàn toàn quên đi bản thân mặt trời đã treo cao giữa trời, đã là buổi trưa. Một lần này, tô dịch tu luyện cả thảy ba canh giờ, may mà mảnh rừng dâu này cực hẻo lánh, giáp với vùng đất đại hung quỷ, mẫu lĩnh, hiếm thấy vết chân, trái lại cũng không có ai quấy rầy đến tô, dịch thanh tu, bo, bỗng nhiên, gân cốt trên người tô dịch truyền ra một tiếng vang thanh, thúy, giống như đục mở một tầng vách ngăn thể xác. Một thân khí huyết như dòng sông lớn dân trào di chuyển, hắn hút này, thân như cây tùng vạn cổ, tiếp thiên thông địa, mà khí huyết sôi trào hoặc bát kia trên người, thì giống như tiên hạt vỗ, cánh, ngao du trời biết, tiêu diêu tự tại, tràn ngập thần vận huyền diệu, tùng cùng hạt, động tĩnh thích hợp, hư thật tương sinh, kim cả hình ý. Giờ khắc này, tinh túy cùng thần vận tùng hạt đoán thể thuật đã bị tổ, dịch hoàn toàn nắm giữ, mà hắn cũng bởi vậy một hơi bước vào bàn huyết cảnh sơ kỳ. Bàn huyết cảnh là cảnh giới đầu tiên của võ đạo, chính là khởi đầu tu, luyện, cơ sở đại đạo, chia ra luyện da, luyện thịt, luyện gân, luyện xương, bốn tầng. Cách một năm, tô dịch rốt cuộc ở hôm nay lúc này, một lần nữa có được tu, vi, khen. Một tiếng kiếm ngân quen thuộc vang lên trong đầu tô dịch, lộ ra vui, thích cùng kích động, cửu ngục kiếm, ngươi cũng đang cao hứng vì ta sao. Ánh mắt tô dịch nổi lên nét kinh ngạc vi diệu, kiếp trước, mình khi còn trẻ vừa mới bắt đầu tu hành, cửu ngục kiểm đã, làm bạn bên người, cùng mình một đường chinh chiến đại đạo, thẳng đến trước khi chuyển thế, lấy tu vi khủng bố xưng tồn đại hoang, huyền hợp cảnh đó của mình, lại cũng chưa thể khám phá bí mật thật, sự của cửu ngục kiếm, lai lịch của nó, chính tầng xích thần phong ấn trên thân kiếm đó của nó, đều tràn ngập sắc thái thần bí, tô dịch có thể buông bỏ tài phú ngập trời, bất thế công danh suốt đời tích, lũy, duy chỉ có không buông bỏ được, đó là cửu ngục kiếm, vì thế, ở trước khi kiếp trước chuyển sinh, tô dịch không chút do dự, phong ấn ký ức suốt đời vào trong kiếm này, cũng cùng kiếm này cùng nhau chuyển thế kiếm này như mạng không được vứt bỏ rất nhanh tôi dịch lắc lắc đầu bắt đầu tĩnh tâm thể hội khí tức biến hóa của mình thổ nạp linh khí để tu luyện quả nhiên không tầm thường sau khi thức tỉnh ký ức kiếp trước hắn ở văn gia khổ tu ba ngày nhưng cộng lại cũng so ra kém xa ở bờ sông đại thương này tu luyện ba canh giờ cách biệt một trời một vực nếu ở đây tu luyện chỉ cần ba ngày liền có thể khiến ta vươn tới trình độ luyện gia viên mãn nghĩ đến đây Tô Dịch lắc lắc đầu, nếu chỉ vì tăng lên cảnh giới tu luyện, đối với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Nhưng kiếp này trùng tu, ta cầu chính là vượt qua con đường kiếp trước, muốn làm được một bước này, nhất định phải ở từng cảnh giới đóng vững đánh chắc, từng bước thận trọng, nhớ, nhất định không thể nóng vội, Tô Dịch âm thầm nhắc nhở mình, bàn huyết cảnh là cảnh giới đầu tiên của võ đạo, cảnh giới này tuy cơ sở nhất, nhưng cũng quan trọng nhất, đủ để ảnh hưởng con đường về sau có thể đi được xa hơn không hắn dùng tùng hạt đoán thể thuật tu luyện vì chính là ở võ đạo tử cảnh rèn luyện ra căn cơ vượt xa kiếp trước lúc cảnh giới ngang nhau đáng tiếc ta bây giờ không xu dính túi nếu có đủ tiền tài ở trong thành mua một ít dược thảo mỗi ngày sau khi tu luyện lấy tấm thuốc dưỡng thể luyện hóa tinh túy dược vật đủ để tiến một bước cải thiện cùng tăng lên lực lượng thể phách kế tiếp phải tìm cơ hội kiếm chút tiền tổ dịch đang nghĩ kế hoạch tu luyện về sau đột nhiên một tràng tiếng ho khan kịch liệt từ trong gió bay tới, tô dịch quay đầu, chỉ thấy ở trên phương hướng quỷ mẫu lĩnh, nơi xa có, hai bóng người đi tới, một ông lão trường bào, một thiếu nữ đồ tím, ông lão trường bào bước chân phập phù, gò má tóc trắng bệt, vừa đi vừa, kịch liệt ho khan, họ tới mức sắp không thở nổi, thiếu nữ đồ tím làm bạn ở bên, trên khuôn mặt trứng ngỗng thanh diễm, tuyệt luôn tràn ngập lo lắng, nàng đồ tím thức tha, một sợi đai bạch ngọc quấn quanh vòng eo thon, dáng người cao gầy, tư sắc đúng là cực kỳ xuất chúng càng hiếm có là trên người nàng có một khí chất thanh quý khác hẳn với người bình thường vô luận ông lão này hay là thiếu nữ này rõ ràng đều là kẻ ở lâu tại chức vị cao tô dịch chỉ liếc một cái liền thu hồi ánh mắt nhưng đang lúc hắn tính rời khỏi lại dừng chân ánh mắt lần nữa nhìn về phía ông lão trường bào kia nhất thời hắn lại có phát hiện mới ở sâu trong con ngươi không khỏi nổi lên một chút kinh ngạc ông lão trường bào cùng thiếu nữ đồ tím cũng đã sớm chú ý tới tô dịch vốn không để trong lòng mà khi ánh mắt tô dịch lần thứ hai nhìn về phía ông lão trường bào thiếu nữ đồ tím kia không khỏi nhíu mày khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một mảng giận dữ lén lén lúc lúc nhìn là biết không phải người tốt khuôn mặt nàng lạnh như sương trừng mắt nhìn tô dịch một cái tô dịch ngẩn ra cô nương này tính tình rất lớn nha tử cận chớ thất lễ trong lòng cháu chính là lại vướng bận thương thể của gia gia cũng không thể đổ cơn tức tới trên đầu kẻ vô tội. Ông lão trường bào giọng nói ôn hòa hiền hậu, làm người xử thế, cần, khắc kỷ phục lễ, phi lễ chớ nói. Như thế, mới có thể bảo trì linh đài yên, tĩnh, không bị lục tặc trong lòng làm khó. Thiếu nữ bị gọi là tử cận buồn bực nói, gia gia, ngài cũng bị thương, thành bộ dáng như vậy, còn giáo huấn cháu, cháu nào có tâm tư nghe chứ. Ông lão trường bào bật cười lắc đầu, sau đó hơi chắp tay về phía tô dịch, nếu có đắc tội, mong tiểu hữu thông cảm, nói xong, chợt kịch liệt ho khan một trận, họ tới mức tráng nổi rõ gần xanh, giống như sắp họ ra cả phổi, da da, ngài chớ nói nữa, khuôn mặt tử cận tràn ngập lo lắng, cuốn quý vô cùng, cẩn thận đỡ cánh, tay ông lão, chờ trở về thành, cháu tìm thầy thuốc tốt nhất chữa thương cho ngài, ngay lúc này, tô dịch đột nhiên mở miệng, loại thương thế này, thầy, thuốc bình thường không cứu được, nếu tiếp tục trì hoãn, không tới ba, ngày, nhất định hữu tử vô sinh tử cận tức giận đến trừng to mắt, cả giận nói, ngươi to gan, dám nguyền, rủa gia gia của ta chết, lại thấy ông lão trường bào cười khổ nói, tử cận, vị tiểu hữu này nói, không sai, thương thế của gia gia, hầu như đã không có thuốc nào cứu, được, cái này, tử cận như bị sét đánh, đau lòng muốn chết, trung giọng nói, gia gia, cháu, quyết sẽ không để ngài gặp chuyện. Cháu bây giờ đưa ngài về quận thành, Vân Hà, ông lão trường bào cười nói, chớ hoãn. Việc sống chết trời đã định sẵn, ta chinh chiến cả đời, sớm đã nhìn thấu. Nói đến đây, ánh mắt lão một lần nữa nhìn về phía tô dịch, ánh mắt vi diệu tiểu hữu mạo muội hỏi một câu: lúc trước ngươi là như thế nào? Nhìn ra thương thế trên người lão hủ, tô dịch đối với ông lão trường bào này cảm quan không tệ, cũng không giấu giếm, nói: giữa lông mày mang màu đỏ tươi, sắc mặt trắng bệt không có máu, phế phủ chịu âm độc xâm nhập, lại thêm trên người quanh quẩn những luồng thi khí âm lạnh nếu ta đoán không sai, các ngươi trước đó ở quỷ mẫu lĩnh đã đụng phải lục tuyệt em mờ thi, ông lão trường bào không khỏi động dung, hảo nhãn lực, tử cận bên cạnh nghi hoặc nói, không đúng, gia gia không phải nói, trong quận Vân Hà này, cực ít có ai biết trong quỷ mẫu lĩnh núi Vân Thương này sinh ra lục tuyệt em mờ thi, đây cũng là nguyên nhân ông lão trường bào động dung, đừng nói thành quảng lăng, trong toàn bộ quận Vân Hà, hầu như không, người nào biết bí mật này, nhưng thiếu niên trước mắt này, lại chỉ dựa vào thương thế trên người lão đã một lời nói toạt ra vẻ mặt tô dịch bình thản nói có thể nhìn ra điểm ấy cũng không tính là gì ta thậm chí dám khẳng định các ngươi hẳn là vì hái lục em mờ thảo cùng cực dương hoa mà đến ngươi sao biết tử cận cả kinh thốt ra vẻ mặt ông lão trường bào cũng thay đổi trong lòng nhấc lên sóng triều ngập trời một người thiếu niên ven đường đụng phải thế mà chỉ bằng vào nhãn lực đã nhìn ra thương thể bản thân chịu cùng mục đích chuyển này thế này không khỏi cũng quá đáng sợ, ta làm sao biết, tô dịch lắc đầu bật cười, nói, cô nương, ngươi chẳng lẽ không biết, phàm, là nơi lục tuyệt em mờ thi lui tới, nhất định sinh ra lục em mờ thảo. Loại linh, dược này cực hàng cực âm, cái gọi là cô âm bất trường, cô dương bất sinh, nơi có lục em mờ thảo sinh trưởng, thì nhất định có cực dương hoa làm, ban, chút việc này, đặt ở đại hoang cửu châu chính là thường thức, nhưng rất hiển nhiên, tử cận bị chấn động rồi á khẩu không trả lời được, ngay cả ông lão trường bào kia vẻ mặt cũng hiện lên một chút chấn động, khó nén được, trong mắt lão, thiếu niên bóng người cao gầy đối diện kia tự dưng có thêm, một hương vị cao thâm khó lường, ông lão trường bào rất nhanh tỉnh táo lại, lão cả đời chinh chiến giang sơn, từng trải nhiều sát phạt tanh máu, sóng, to gió lớn nào chưa từng trải qua, cũng rõ nhất, thế gian này có nhiều kỳ nhân dị sĩ có thủ đoạn không thể, tưởng tượng, không thể nghi ngờ, thiếu niên trước mắt này cực không đơn giản trước đó ngươi có phải từng vụng trộn theo dõi chúng ta hay không tử cận đột nhiên nhíu mày mở miệng ông lão trường bào nghẹn lời không đợi tô dịch mở miệng đã nói nha đầu chớ nói bừa lấy năng lực của vị tiểu hữu này sao có thể làm ra chuyện không thể lên được mặt bàn cỡ đó nói xong lão chắp tay với tô dịch vẻ mặt đã mang theo một chút kính nể xin hỏi tiểu hữu còn nhìn ra một ít cái gì da da tử cận lộ ra vẻ mặt khó có thể tin lấy thân phận da da đặt ở quận Vân Hà 19 thành, ai xứng đáng, để lão chắp tay kính trọng, nghĩ đến đây, nàng nhịn không được lại nhìn Tô Dịch thêm một lần, bóng, người gầy, khuôn mặt xanh sao, bộ dáng trái lại không tệ, chỉ là, khí tức trên người hắn rất tầm thường, giống như căn bản là không có tu vi, chẳng lẽ nói, tu vi của người này đã cao thâm đến trình độ khủng bố, không thể đo lường được, nàng gia thế siêu phàm, lúc còn nhỏ đã từng nghe trưởng bối nói, thế gian này có một số nhân vật như lục địa thần tiên, nhìn qua rất tầm thường, thực ra sớm là tồn tại khủng bố đặt chân ở trên võ đạo, thần thông quảng, đại, người trước mắt này, chẳng lẽ không phải một thiếu niên, mà là một lão, tiền bối có thuật trú nhang, nghĩ đến đây, trong lòng tử cận cũng rung lên, trong ánh mắt hiện lên một chút kinh nghi, tô dịch không ngờ, chỉ bởi vì ông lão trường bào chấp tay hành lễ, khiến tử cận sinh ra nhiều suy nghĩ như vậy, đối mặt vấn đề của ông lão trường bào, vẻ mặt hắn bình thản nói, nếu nói không khách khí, lấy tu vi, dưỡng lô cảnh tầng thứ ba đó của, ngươi, lần này dù hái được lục em mờ thảo cùng cực dương hoa, sợ cũng, không có khả năng khiến ngươi đột phá cảnh giới, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, hoặc là nói, ngươi hẳn là sớm dự đoán, được, lấy tuổi cùng căn cơ bây giờ của ngươi, bằng vào thủ đoạn tu luyện, bình thường, căn bản không thể khiến ngươi tiến một bước ở trên võ đạo, vì thế quyết định lấy lực lượng hai loại linh dược này mạnh mẽ phá cảnh đúng không, ông lão trường bào cứng đờ cả người, chỉ cảm thấy lưng cũng toát ra cơn, lạnh, giống như bí mật trong ngoài cả người, tất cả đều bị nhìn thấu. Nếu nói trước đó tôi dịch đoán được căn nguyên thương thế cùng mục đích chuyến này của lão, còn khiến lão có chút nửa tin nửa ngờ. Vậy bây giờ, lão dám mười phần khẳng định, thiếu niên trước mắt này, nhất định là một vị cao nhân, gia gia, hắn tại sao biết hết, tử cận thất thanh kêu ra, cảm xúc của nàng cũng có chút không khống chế được, khuôn mặt thanh, diễn tuyệt tục tràn ngập sự chấn động, nhưng đối với tô dịch thức tỉnh ký ức kiếp trước mà nói, làm ra suy đoán, như thế là mua đàn mỏn. Ba, Lily li là i a l i v -i s i tiên sinh pháp nhãn như đuốc, lão Hữu tháng phục, ông lão trường bào thở dài, chắp tay vái lần nữa, ngay cả xưng hô cũng từ tiểu hữu, đổi thành tiên sinh, không dám lơ là nữa. Tô dịch âm thầm gật đầu, dưỡng lô cảnh, lại được gọi là tông sư cảnh, lấy sự từng trải 17 năm kiếp này của hắn, trái lại rất rõ, lấy địa vị võ, đạo tông sư đó của ông lão Trường Bào, đừng nói là ở thành Quảng Lăng, dù ở toàn bộ quận Vân Hà cũng có thể xưng là bá chủ rồi, dù sao, đại chu triều này linh khí quá mức thiếu thốn, kẻ có thể tu luyện, đến mức tổng sư, đủ để sắc phong chư hầu, vi chấn một phương, trước mắt, ông lão Trường Bào lấy địa vị tông sư, có thể lấy lễ đối đãi đối, với mình, đã rất khó được, tiên sinh, Ngài đã có thể nhìn ra thương thế của gia gia ta, nghĩ hẳn cũng nhất định có biện pháp cứu chữa thương thế gia gia ta chứ, tử cận nhịn không được mở miệng, khuôn mặt trứng ngỗng trắng nõn, xinh đẹp lộ ra một tia mong chờ, ở đại chu triều, tông sư như rồng, vạn người ngước nhìn, một người, đã đủ để quyết định một phương đỉnh cấp đại tộc hưng suy, mà gia gia nàng, cũng tuyệt đối không phải võ đạo tông sư bình thường có, thể so sánh, nếu một khi bởi thương thế này mà ngã xuống, nhất định sẽ tạo thành đã, tiếp nghiêm trọng cỡ nào đối với toàn bộ gia tộc nhìn thấy năng lực thần dị cỡ đó của tô dịch điều này làm tử cận lòng tràn đầy lo lắng như bắt được một tia hy vọng lão hữu tiêu thiên quyết ở quận vân hà này cũng coi như có chút danh tiếng nho nhỏ nếu tiên sinh có thể cứu tính mạng ta ta tất không quên ấn cứu mạng của tiên sinh ông lão trường bào cũng sinh ra một tia chờ đợi chắp tay lần nữa nghiêm nghị lên tiếng thân là một vị võ đạo tông sư oai phong một cõi nhiều năm làm sao không rõ chính là đổi làm nhân vật tông sư tương tự cũng không có khả, năng liếc một cái liền nhìn thấu thương thế trên người lão, chỉ bằng một điểm này, địa vị tô dịch ở trong lòng lão, đã tăng lên đến, mức sâu không lường được, nếu không thể cứu chữa chút thương thế này, ta lúc trước nói nhiều như, vậy làm chỉ, tô dịch cười khẩy, ánh mắt tiêu thiên khuyết cùng cháu gái tử cận đồng loạt sáng ngời, chỉ cần tiên sinh cứu chữa khỏi bệnh của lão hủ, vô luận yêu cầu gì, ta, đều có thể đáp ứng, vẻ mặt tiêu thiên khuyết càng thêm nghiêm túc trang trọng, nói năng có, khí phách, chỉ là trong lòng lão không khỏi lo sợ ở trong mắt lão lấy thủ đoạn thần kỳ đó của tô dịch báo đáp bình thường chỉ sợ căn bản không đủ nhưng lão đã không quản được nhiều như vậy chỉ cần có thể sống sót dù trả giá đắt nữa lão cũng sẽ không tiếc đối với các ngươi mà nói có thể xưng ân cứu mạng đối với ta mà nói lại là việc nhỏ như vậy đi tùy tiện cho ta một chút tiền chữa chạy là được tổ dịch nghĩ chút nói cái gì tiêu thiên khuyết cùng tử cận đều ngẩn ngơ vẻ mặt ngạc nhiên, không, dám tin vào tai mình, có vấn đề. Cô dịch hỏi, không phải, tử cận vội vàng lắc đầu, vẻ mặt cổ quái, lắp bắp nói, ta chỉ là không ngờ. Thế mà, thế mà sẽ dễ dàng như vậy, nói xong lời cuối cùng, giọng khẽ như mũi kêu, ngượng ngùng không, thôi, cô dịch không biết nên khóc hay cười, nhấc tay mà thôi, ta tội gì làm khó, dễ các ngươi, tiêu thiên khuyết thì thở dài, cười khổ nói, nha đầu, Cháu biết cái gì, tiên, sinh nhân vật cỡ nào, nào sẽ để ý một chút tiền tài, sở dĩ như vậy là không, muốn để chúng ta thiếu nợ nhân tình, thì ra là thế. Tử Cận giật mình, đây mới là cao nhân, căn bản không thèm nhân vật như mình thiếu nợ, nhân tình, Tử Cận nhanh chóng từ trong hầu bao lấy ra một tấm ngân phiếu, hai tay cung kính đưa qua, rụt rè nói, tiên sinh, đây là ngân phiếu một vạn lượng, là một chút tâm ý của ta cùng, gia gia xin ngài nhận lấy, một vạn lượng, tùy tùy tiện tiện lấy ra. Tô Dịch cũng không tránh khỏi kinh ngạc, lúc này mới ý thức được, hai, ông cháu trước mắt này, chỉ sợ giàu có hơn xa so với trong phỏng đoán của mình. Cần biết, Văn gia là một trong ba đại tổng tộc của thành Quảng Lăng, mỗi tháng phát tiền tiêu vặt cho tỷ muội Văn Linh Chiêu, Văn Linh Tuyết cũng chỉ 300 lượng bạc trắng mà thôi, một vạn lượng quá nhiều rồi. Tổ Dịch lắc đầu, trước mắt hắn tuy đang thiếu tiền tài mua dược liệu nhưng cũng khinh, thường kiếm một món lớn ở trên loại chuyện này, trong lòng Tiểu Thiên khuyết lại thở dài một trận, lão càng thêm kết luận, vị cao nhân trước mắt này căn bản không để ý tiền tài bao nhiêu, đổi mà nói, trong mắt vị cao nhân này, đối với cứu chữa thương thế của mình, có lẽ. Thật sự không tính là chuyện gì, không tham tiền tài, cũng không muốn mình thiếu nợ nhân tình, lại liếc, một cái có thể nhìn thấu chi tiết của mình, cái này nếu không phải cao, nhưng trong truyền thuyết móc hai mắt của mình ra cũng được. Trong lúc nhất thời, tiêu thiên khuyết khi đối mặt tô dịch trở nên càng thêm kính trọng. Lão đa mưu túc trí, nhìn xa trông rộng, đã âm thầm quyết định, chờ, thương thế khỏi, vô luận như thế nào cũng phải đu bám một tầng quan hệ với vị cao nhân này. Lúc này, tử cận vẻ mặt khó xử, lúng túng nói, nhưng hạng mức ngân, phiêu trên người ta, nhỏ nhất cũng là một vạn lượng. Tô dịch, ở đại chu triều này, gia cảnh phải giàu có bao nhiêu, mới có thể để một tiểu cô nương giàu có khí thế cũng mạnh như thế. Lại thấy tiêu thiên khuyết vẻ mặt trang trọng nói, tiên sinh, đối với dân, chúng tầm thường thế gian mà nói, một vạn lượng quả thực có thể xưng là khoảng khổng lồ. Nhưng đối ta mà nói, cũng không tính là gì, cũng xa xa không bằng được cảm kích trong lòng ta. Chính như ngài lúc trước nói, đối với ngài mà nói đây là một việc nhỏ, nhưng đối với lão hủ mà nói, lại là ân cứu mạng. Nói tới đây, lão không mình hành lễ, giọng điệu thành khẩn nói, xin ngài, nhất định phải nhận lấy, như thế, lão hủ cùng cháu gái mới có thể yên lòng, mắt thấy gia gia hành đại lễ như thế, tử cận cũng cúng lên, cung kính, nói, tiên sinh, cũng không sợ ngài chê cười, ở cảnh nội đại chu, tính mạng, như gia gia ta tông sư như vậy, trăm vạn lượng vàng cũng không đổi được, huống chi là vẻn vẹn một vạn lượng bạc, ngài, nhận lấy đi, nếu không, gia gia cùng ta cả đời này đều sẽ ôm sự ấy, này, nói xong, nàng cũng không bình hành lễ tương tự, hai tay trình ngân, phiếu lên, mắt thấy một màn này, tô dịch buồn cười một trận, hắn vốn là ông tâm tính nhất tay mà thôi, nào ngờ, đối phương lại cứ cố ý, đưa tiền, hắn cũng lười chối từ nữa, thu hồi một tờ ngân phiếu kia, cười nói, được rồi, hai vị chớ hành đại lễ như thế nữa, nếu không, tiền chữa bệnh này liền, quá phỏng tay, tiêu thiên khuyết vội vàng đứng thẳng, trên mặt tràn đầy nụ cười, tử cận cũng nhẹ nhàng thở ra, đuôi lông mày tràn đầy nét thoải mái vui, mừng, muốn chữa khỏi thương thế của ngươi, trừ liên tục dùng dược vật bảy, ngày, còn cần lấy bí pháp khu trừ thi độc ở ngũ tạng, như thế, mới có thể, hoàn toàn tiêu trừ tai họa ngầm, tô dịch nói xong, báo ra một phương thuốc, tổng cộng có hơn 30 loại, dược thảo, đều không phải vật gì hiếm lạ, chỉ có thuốc dẫn cực kỳ hiếm thấy quý giá, chính là ngọc thiềm thuế, 10 năm tuổi, da cốc ngọc lột ra, nhưng tô dịch tin tưởng, cái này không làm khó được tiêu thiên khuyết, tồn tại tống sư bực này, đa tạ tiên sinh tặng cho phương thuốc, sau khi nhớ kỹ phương thuốc, tiêu thiên khuyết lại lần nữa không mình, hành lễ, trong lòng rất kích động, tô dịch gật gật đầu, nói, thuốc này dùng 7 ngày, 7 ngày sau, ngươi ở, đây chờ ta, ta giúp ngươi hoàn toàn tiêu trừ dư độc trong cơ thể, ta còn có việc, đi trước một bước, cáo từ, dứt lời, hắn xoay người bỏ đi, thẳng đến lúc nhìn theo bóng người tô dịch biến mất xa xa, tử cận lúc này mới như lấy lại tinh thần đôi mắt đẹp lưu chuyển thấp giọng nói da da nếu không phải vị tiên sinh kia vừa rồi nhìn thấu bí mật trên người ngài con khẳng định coi hắn là kẻ lừa gạt tiêu thiên khuyết nhất thời cười nhạo nói nha đầu chớ nói lung tung một vạn lượng bạc mà thôi có thể nào vào pháp nhãn vị tiên sinh kia xem hắn làm việc thật là phong thái thần nhân cháu nhớ kỹ lần sau gặp lại cần phải càng khiêm tốn kính cẩn tuyệt đối không thể có chút chậm trễ nói đến cuối cùng, vẻ mặt cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc, tử cận thè lưỡi, nhu thuận nói, gia gia ngài yên tâm, cháu tất cả đều nhớ, rồi, tiêu thiên khuyết ừng một tiếng, sau đó cảm khái nói, ta vốn tưởng lần, này từ quỷ mẫu lĩnh quay về, không còn vài ngày để sống. Ai ngờ được, để, ta dưới cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên gặp cao nhân, chỉ điểm bến mê cho ta, tặng ta phương thuốc, ta. May mắn cỡ nào, nói đến đây, lão đột nhiên vỗ tráng, Nhớ tới một sự kiện, vẻ mặt ảo não nói: "Hồ Đồ, ta vừa rồi thế mà lại quên hỏi danh hiệu vị tiên sinh kia, hết tập 1."